lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Cha từ ai của chúng con. Con cảm tạ Chúa với thế giới này. Chúng con là dân sự Chúa để ngồi dưới bệ chân của Ngài để lắng nghe lời hằng sống của Chúa, là lời cứu được linh hồn của chúng con, là lời khiến chúng con được nên thánh, hầu cho chúng con có thể đến gần Đức Chúa Trời cách giản dị và được trở về trong Đức Chúa Trời. Lạy Chúa là trên chi thánh của chúng con. Trong thời giờ có cơ này, chúng con cầu xin Thánh Linh của Ngài ngự giữa lòng chúng con, khiến cho tâm linh chúng con được Chúa sức dầu ban ơn cho, đèn chúng con sẽ được thắp lên, lưng chúng con sẽ được buộc lại, và Ngài sẽ dắt chúng con vào trong các lẽ thật của lời Ngài để hiểu được sự dấu kín từ đời thượng cổ, để chúng con hiểu được bề dài, bề rộng, bề cao và bề sâu của ân điển Chúa dành cho chúng con là thế nào. Xin ban ơn cho chúng con thời giờ có cần này để nhớ ơn của Chúa, chúng con có thể thấy được và sở hữu được điều mà Chúa ban cho chúng con. Cầu xin Chúa có ban ơn cho chính con là tôi tới hèn mọn trước mặt Chúa, thì nhớ ơn của Chúa ban cho mà con có thể đủ sức được truyền đạt ý nghĩa của Chúa ban cho dân sự của Chúa. Và đang khi con chia sẻ lời của Ngài, cầu xin Chúa cho chúng con thấy được, nghe được, lĩnh hội được và có thể công bố được điều mà Chúa sẽ tiếp tục bày tỏ ra đang khi con giảng, hầu cho chính con và dân sự của Chúa đều được Chúa trang bị lời của Ngài cho chúng con. Cầu xin Chúa cho thiên binh thiên sứ của Chúa đóng trại quanh nơi cho con nhóm lại. Và trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, cùng bố trói buộc tất cả mọi thế lực của ma quỷ phải bị im lặng, phải trói buộc và quăng xa khỏi nơi này, để đất sự của Chúa được tự do mà bề đến với lời hằng sống của Chúa. Cầu xin Chúa Thánh Linh sức dầu cho hết thảy những người chúng con, đặc biệt những người mới tin Chúa, hầu cho họ có thể nhờ ơn của Chúa mà thấu hiểu được ý nghĩa mầu nhiệm của lời Ngài và vui mừng gìn giữ có sức được làm theo mệnh lệnh Chúa. Lạy Chúa, nguyện xin ý muốn của Chúa qua lời giảng ngày hôm nay sẽ được ứng nghiệm cho từng người chúng con. Ý của Chúa được nên, nước của Cha được đến. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục học các lẽ thật trong sách Giăng bài 206. Đề tài: Đức Chúa Cha dùng quyền phép của lẽ thật khiến những người tin Chúa nền thánh. Kinh thánh nền tảng là sách Giăng đoạn 17 từ câu 17 đến câu 21. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai con trong thế gian, thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, là để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Để là bản tiếng Việt. Căn cứ theo bản Kinh James Version sát nghĩa thủ tiếng Hy Lạp thì toàn bộ những lời trên có nghĩa là: xin Cha làm cho họ nên thánh, tức là rửa sạch, làm cho sạch khỏi mọi tội lỗi, làm cho thánh khiết, làm cho trong trắng, được thánh hóa, được biệt riêng họ ra cho chính Ngài, làm cho họ nên thánh bằng, tức là trong, thông qua, bởi lẽ thật. Lời, tức là lời được phán ra thành tiếng, là văn tự của Cha, là lẽ thật, là đầu tiên, là trước hết trong tất cả. Như Cha đã sai con, tức là dành riêng ra, biệt riêng ra vào trong thời gian, thì con cũng sai, nghĩa là con cũng sẽ dành riêng ra, biệt riêng ra họ vào trong thời gian. Vì lợi ích của họ, tức là cho họ, vì họ, con tự mình làm nên thánh, tức là rửa sạch, làm cho sạch khỏi mọi tội lỗi, làm cho thánh khiết, làm cho trong trắng, thánh hóa, biệt riêng ra cho chính Ngài, làm nên thánh. Để họ cũng có thể nên thánh, có sự rửa sạch, làm cho sạch khỏi mọi tội lỗi, làm cho thánh khiết, làm cho trong trắng, được thánh hóa, được biệt riêng họ ra cho chính Ngài, làm cho họ nên thánh bằng lẽ thật. Chẳng phải chỉ có điều đó mà con cầu xin thôi đâu, tức chẳng phải vì lợi ích của họ mà con cầu xin điều này mà thôi, nhưng còn vì hết thảy những người sẽ tin đến con qua những lời giảng, lời làm chứng của họ nữa, để cho họ hết thảy trở nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để thế gian tin rằng Cha đã sai con, Cha đã dành riêng ra, biệt riêng con ra. Loài người do Đức Chúa Trời tạo dựng nên theo ảnh tượng của chính Ngài, và bởi hơi thở của Đức Chúa Trời mà loài người được dựng nên. Điều đó có nghĩa loài người ra từ Đức Chúa Trời. Mục đích Đức Chúa Trời tạo lên loài người là để quản trị công việc do tay Chúa đã tạo lên trên trái đất này. Nghĩa là loài người là con của Đức Chúa Trời, được hưởng quyền kế tự Đức Chúa Trời trên trái đất này. Sáng thế ký đoạn 1 câu 26 đến 27 chép: Đức Chúa Trời phán rằng: chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta,
đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng lên loài người như hình Ngài, Ngài dựng lên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Bản tiếng Việt đã dịch, và bây giờ tôi xin đọc bản King James Version sát với tiếng Hebrew như sau. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creep upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Có nghĩa là Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm, hãy tạo lên theo khuôn, theo hình. Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm lên loài người, tức là tạo lên theo khuôn, theo hình. Người, tức là người nam là Adam. Theo ảnh tượng, theo hình ảnh, sự tượng trưng vật giống hệt của chúng ta. Sau khi họ trở nên giống như chúng ta, hãy ban cho đầy đủ quyền lực, quyền thống trị, quyền cai trị, quyền chi phối trên hết thảy các loài cá của biển. Và trên tất cả các loài vật bay trong khoảng không, cùng trên tất cả các loài thú vật, và trên khắp cả trái đất, và trên hết thảy các loài thú vật hay bò, trườn bò trên trái đất. Đức Chúa Trời đã tạo lên loài người, Adam. Trong ảnh tượng của chính Ngài, trong ảnh tượng của mình mà Đức Chúa Trời đã tạo lên loài người, tức là Adam. Ngài đã tạo lên người nam giống đực, cùng người nữ giống cái. Đó là nguyên văn tiếng Hebrew. Chúng ta cần phải biết chính xác những gì Kinh Thánh chép về chúng ta. Vì Kinh Thánh là văn tự, là bản khế ước. Ma quỷ luôn tìm cách cướp đi từng chấm từng nét trong luật pháp này. Bởi vì khi mà người ta ra tòa, người ta bắt bẻ nhau từng chấm từng nét trong luật pháp. Vậy thì chúng ta phải biết rõ lý lịch của chúng ta. Chúng ta nghĩ khi mà chúng ta sửa lại cái bản hộ khẩu chính, chúng ta gặp khó khăn ngay lập tức. Một từ thôi tẩy xóa trong từ hộ khẩu thôi là có chuyện. Chứ đừng nói đến cái giấy khai sinh. Bản nguyên bao giờ cũng là bản nguyên, không được sửa chữa. Thế thì lời của Chúa là văn tự chép cho chúng ta phải trở về bản gốc nguyên bản của Kinh Thánh để xem Đức Chúa Trời chép vì gì cho chúng ta. Nên ma quỷ tìm một cách để khiến người ta copy theo cách trí khôn của con người, nên theo văn tự người ta thường sửa chữa theo cách của họ để cho người ta dễ hiểu. Nhưng Chúa không muốn chúng ta dễ hiểu, mà Ngài muốn chúng ta hiểu chính xác lời Chúa chép thế nào thì phải như vậy. Nên Chúa Jesus đã phán rằng, hễ ta ở đâu thì những kẻ hầu việc ta cũng phải ở đó với ta. Có nghĩa là lời Chúa chép thể nào chúng ta phải làm đúng như thể đó. Không có thể uyển chuyển theo cách của chúng ta được. Bởi cái đó chúng ta cảm tạ Chúa, chúng ta quay trở lại với ngôn ngữ nguyên thủy để xem Đức Chúa Trời chép gì về chúng ta. Vì đó là cái nền tảng cho cuộc đời của chúng ta. Căn cứ theo lời của Đức Chúa Trời tỏ ra trong văn tự mà chúng ta có thể thấy công việc tạo nên lời người chúng ta không phải chỉ đơn giản là một lời phán. Nhưng cả một công trình từ việc Đức Chúa Trời có ý tưởng trong lòng Ngài rồi, Ngài phán lời của Ngài ra rồi, và bây giờ Ngài làm theo lời Ngài đã phán ra. Chính Đức Chúa Trời đã đến trên đất này, tay của Ngài lấy bụi đất đấy, rồi form lại, tức là nắn lại, tạo nó lên thành cái khuôn, cái hình, cái bình, để rồi Ngài ban sanh khí của Ngài vào trong cái bình đó. Đây là cả một cái công trình làm, chứ không phải chỉ phán mà nó được liền ngay. Thì chúng ta thấy đó là chỉ sau khi công việc tạo nên thân thể của loài người được hoàn tất rồi, thì bây giờ Đức Trời biết hà sinh khí của Ngài, tức là sự san sẻ, hơi thở, sự sống của Ngài vào trong cái thân thể đó, hầu cho loài người được tạo lên sau đó. Sau khi loài người, nghĩa là cả thân thể xác thịt bằng bụi đất và thần khí của Đức Trời đã được ban vào trong thân thể đó rồi, thì loài người mới thực sự được hoàn thành. Khi Đức Trời hà sinh khí vào lỗ mũi của thân thể Adam, bản tin Việt chép không đầy đủ. Bản tin Việt chép này, sáng đến ký đoạn 2 câu 7, Giê-hô-va Đức Trời bèn lấy bụi đất nắn lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Nguyên văn chép như sau, and the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul.
Có nghĩa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời tạo lên loài người, tức là Adam, từ bụi của trái đất, rồi chuyển thổi hơi thở của sự sống vào trong lỗ mũi của người, và là người trở nên một linh hồn sống. Chuyển thổi, hai động từ tiếp theo, Chúa Trời hà sinh khí vào. Và người ta sẽ cảm thấy nó quá đơn giản. Nhưng nguyên văn là truyền thổi, hai động từ tiếp diễn, tức là giống như người ta nạp cái khí vào bên trong đó, truyền sự sống thở vào trong đó bằng quyền năng của Ngài. Cái điều quan trọng mà người chúng ta cần phải biết và phải hiểu đó là người chúng ta ra từ Đức Chúa Trời, không giống như các thiên sứ hay là các loài tạo vật khác được tạo nên bởi tiếng phán của Đức Chúa Trời hay là bởi tay Đức Chúa Trời lấy bụi đất mà nắn lên như các loài thú ở trên trái đất này. Khi Đức Trời tạo lên các thiên sứ, Ngài tạo lên họ bằng hơi thở của thần linh Ngài, như có chép ở trong Thi Thiên đoạn 33 câu 6. Tôi sẽ đọc cả tiếng Việt và tiếng Anh. Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Bởi King James Version chép sắt về tiếng Hebrew là By the word of the Lord were the heavens made, and all the hosts of them by the breath of his mouth. Chứ hơi thở trong câu 6 này là Ruach, trong tiếng Hebrew có nghĩa là gió, khí, thần linh, sự hiểu biết cực nhanh, cực mạnh, sự sống, hơi thở. Tất cả những ý nghĩa trên đều thuộc về danh từ, không phải là động từ. Danh từ, không phải động từ. Còn chữ hơi thở ở trong câu 6 này, chúng ta vừa đọc đấy, nó là danh từ. Còn chữ hà hơi được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 là chữ nafas số 5301, là động từ của tiếng Hebrew, có nghĩa là truyền thổi vào, thổi gió vào, sự ban cho, sự nạp và cho mà không lấy lại. Chúa phán lời của Ngài ra, lập tức thiên sứ được tạo dựng nên. Khi Chúa phán, hơi thở từ trong Ngài bay ra, vì Ngài là thần, hơi thở của thiên linh Ngài bay ra, tạo lên thiên sứ. Còn chúng ta thì Chúa hà hơi vào, Ngài nạp vào trong cái bình đó. Còn thiên sứ thì không có cái bình. Ngài phán một lời, thiên sứ được tạo dựng nên. Và bởi cái đó là không có một thiên sứ nào được gọi là tạo lên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Nhưng mà lời chúng ta được lời Chúa chép là Ngài tạo lên theo ảnh tượng của chính Ngài và các thần của Chúa Hiệp Một này tạo lên chúng ta. Chúng ta hiểu rõ chúng ta được tạo lên khác với thiên sứ, dù cũng từ Đức Chúa Trời mà ra. Và bởi đó nên khi chúng ta được hưởng cơ nghiệp cứu rỗi thì Chúa sai các thiên sứ của Chúa là các thần có sức mạnh đến giúp việc chúng ta, bảo vệ chúng ta và làm cái công việc mà Chúa sai chúng ta công bố ra, thì sứ sẽ làm điều đó. Bởi vì khi chúng ta hiểu rõ lý địch của mình, chúng ta sẽ có sự tôn trọng cái điều Chúa bày tỏ cho mình và biết quý trọng cái điều mà Chúa đã dựng chúng ta và kính sợ Ngài và yêu mến Ngài. Sau khi chữ hà hơi được công bố ra thì chữ tiếp theo là sanh khí. Ngài hà sanh khí vào, Ngài chuyển thổi hơi sống của Ngài vào trong cái thân thể bằng bụi đất đó. Chữ sanh khí tiếp theo, chữ hà hơi đó là tiếng nafas, có nghĩa là hơi thở, sự sống, linh hồn, thần linh của loài người. Bây giờ chúng ta hãy xem lời Đức Trời chép gì để các thiên sứ của Ngài. Thi Thiên 104 câu 4 chép: Ngài dùng gió làm sứ Ngài, ngọn lửa làm tôi tớ Ngài. Đây là bản tiếng Việt. Bản tiếng Anh chép: Who made his angels spirits, his ministers are flaming fire. Lý do người dịch lấy chữ gió thay cho chữ thần là bởi vì chữ ruach có nghĩa là thể khí, thể gió. Lên cái người dịch này thay vì chữ thần thì thành chữ gió. Thì khi người ta có thể nghĩ là ô, chú dùng gió làm tồi tơ Ngài, hay là chú dùng gió làm sứ giả của Ngài. Và như vậy người ta sẽ hiểu sai ý nghĩa của lời Chúa đi. Sau khi Adam phạm tội ăn trái của cây biết được thiện điều ác, và là người đã vì thế mà bị phán xét vào trong sự chết, cùng vì cớ tội ác của loài người đã khiến cho trái đất bị ô uế, nên Đức Chúa Trời giải cứu loài người ra khỏi bất cứ điều gì thuộc về trái đất này. Vì thân thể chúng ta là bụi đất mà ra, nên Chúa giải cứu con trai của Ngài, hơi thở của Chúa tạo nên chúng ta. Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi đất này, ra khỏi trái đất này, và đem chúng ta trở về thiên đàng. Ngài giải cứu chúng ta về cho Ngài. Anh em hiểu không? Ngài chuộc chúng ta lại cho Ngài. Vì chúng ta ra từ Đức Chúa Trời và chúng ta đã được chuộc về trong Đức Chúa Trời. Vì tâm linh sự sống của loài người thuộc về Đức Chúa Trời và ở trong Đức Chúa Trời. Vì chúng ta hãy xem Đức Chúa Trời đã khiến cho môi miệng của người ta nói ra những sự mà xác thịt của loài người không nhận biết được.
để nhắc nhở và bách bảo cho người biết thân phận thật của mình. Khi chúng ta nói tiếng mới, mà quỷ ghét lắm, bởi vì nó không hiểu. Nó biết rằng chúng ta đang đánh trận mà nó không hiểu. Cũng như khi người ta tham gia trận chiến này đó, người ta dùng cái mật mã của nhau. Chúng ta có biết tại sao mà Trung Quốc tìm cách chiếm đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam không? Nếu họ chiếm được Trường Sa, Hoàng Sa, có nghĩa là họ khống chế toàn bộ hệ thống điện tử của Việt Nam. Họ sẽ nghe được tất cả mọi thông tin điện tử, điện báo của Việt Nam và họ giải mã ra và chúng ta bị lộ hết. Rất nguy hiểm. Đơn chỉ là chiếm đảo chấm đất, mà là chiếm vọng gác, tiền tiêu, tháp canh để khống chế tất cả mọi thứ trong đất liền của người Việt Nam. Trong ngôn đoạn 16 câu 1 chép, việc toan liệu của lòng thuộc về loài người, còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va mà đến. Tiếng Anh chép, the preparations of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. Nghĩa là những sự sửa soạn trong lòng của loài người, còn sự trả lời của lưỡi thì từ Đức Giê-hô-va mà đến. Có khi người ta suy luận ở trong lòng muốn làm điều này, muốn làm điều kia, nhưng mà Chúa khiến miệng người ta nói không phải là điều người ta định nói, mà nói cái điều của Chúa khiến cho người ta nói. Chúng ta tin nên chúng ta nói, vì Chúa yêu thương chúng ta nên Ngài sẵn sàng chờ chúng ta, và Ngài biết là chúng ta sẽ định nói cái điều của xác thịt, thì ngay lập tức Chúa khiến miệng người ta nói hết của Đức Chúa Trời để giải cứu chúng ta. Đó là tại sao mà Chúa ban chúng ta tiếng mới, tiếng lạ, là bởi vì Chúa hứa Ngài đã chúng ta tùy theo điều Ngài đã nghe miệng chúng ta nói. Và bây giờ khi chúng ta được chuộc lại rồi, thì khi được chuộc lại, ấy không phải là chuộc xác thịt chúng ta lại cho Đức Chúa Trời, nhưng bởi vì tâm linh chúng ta ở trong xác thịt chúng ta, nên trước hết phải chuộc xác thịt ra khỏi cuộc lục của ma quỷ, để chuộc xác thịt chúng ta ra khỏi sự rủa xả của luật pháp, hầu cho tâm linh ta được Chúa chăm sóc để cho được sống lại ở trong cơ thể này, rồi được đem trở về thiên đàng. Chúa chuộc lại, tức là Ngài chuộc luôn cả cái quyền làm con trai của Ngài. Nên Kinh Thánh cho chúng ta biết tâm linh chúng ta được gọi là con trai của Đức Chúa Trời, còn xác thịt chúng ta được gọi là con nuôi. Con nuôi không có quyền kế tự, nhưng con đẻ có quyền kế tự. Vậy thì Chúa chuộc chúng ta lại để tâm linh chúng ta có quyền kế tự lời của Đức Chúa Trời. Và Thánh Linh sẽ ban cho ta tiếng mới, ngôn ngữ của thiên đàng, tiếng Anh gọi là spiritual tongue. Thế bản tiếng Việt dịch sai là thiêng liêng, nhưng nguyên văn là thuộc linh, dùng tiếng thuộc về thần linh sự sống để giải bày những sự thuộc về nước Đức Chúa Trời. Và ma quỷ rất sợ cái tiếng này, bởi vì nó không thể điều khiển được, không thể khống chế được, cho đến khi thì sự của Chúa ập đến bắt chúng nó không kịp chạy. Và bởi vì linh tánh là người vốn còn đèn Đức Giê-hô-va do thấu cái lời bí ẩn của lòng, những gì mà tư tưởng xác thịt của ta toan tính đó đều bị tâm linh ở trong người đó hiểu biết tất cả mọi sự, đến khi người ta linh mở miệng ra nói thì người ta nói tiếng mới. Và xác thịt chẳng biết là tâm linh mình nói cái gì cả, nó cứ để nói thôi. Nhưng kỳ thực là lúc đó, lúc tâm linh sẽ cầu xin Đức Cha, Cha ơi xin cứu con khỏi cái điều toan tính của xác thịt, nó đang toan tính điều này điều kia. Xác thịt cứ tưởng là mình yên chí rồi, cảm ơn Chúa, không sao cả. Nhưng mà bị chính tâm linh báo cáo Đức Trời tất cả mọi điều xác thịt toàn làm, và Chúa sẽ giải cứu, bởi vì Chúa hứa rằng nếu ta cầu xin mọi điều mình muốn, ắt sẽ được ban cho. Đó sự khôn ngoan và mưu lận. Nên bất cứ người nào mới tin Chúa là phải cố gắng để được đặt tay để nói tiếng mới. Bởi vì chúng ta không thể biết mình cầu xin thế nào cho phải lẽ cả, nhưng mà Chúa Thánh Linh sẽ giúp cho tâm linh ta cầu xin những điều chúng ta có cần. Bởi vì Chúa sẽ mách bảo cho tâm linh ta cầu xin những điều mà sẽ không biết trước được, nhưng mà tâm linh biết trước được. Tâm linh biết được những điều mà Thánh Linh bày tỏ cho mọi quyền lực đang tấn công mình, bao vây mình, cũng hay có ma quỷ tìm cách đánh trận chúng ta thế nào, sao thì không biết. Nhưng tâm linh biết qua Thánh Linh, nên cầu xin Đức Cha và Đức Cha sai thiên minh sứ của Ngài giải cứu chúng ta. Bây giờ chúng ta xem loài người nói ra những sự mà Đức Trời khiến chúng ta nói. Ê-sai đoạn 61 câu 10 chép, ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta, vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới rồi mình bằng châu báu. Thì chia sai chép này, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta. Điều này không phải trong xác thịt. Xác thịt không thấy Đức Chúa Trời, làm sao mình biết mình ở trong Đức Chúa Trời mà vui mừng được? Nhưng bởi vì Ê-sai là tiên tri, nên nói linh hồn, nguyên văn chính xác là my spirit rejoice in the Lord. Tâm linh tôi vui mừng trong Đức Chúa Trời tôi. Có thể làm khi chúng ta có một giấc ngủ
tỉnh dậy rồi chúng ta nhớ được chiêm bao, chúng ta vui mừng vô cùng vì trong chiêm bao đó chúng ta được Chúa cho chúng ta thấy Ngài, thấy điều mầu nhiệm Chúa bày tỏ là chúng ta vui mừng vô cùng. Những điều mà xác thịt chẳng biết gì cả, nhưng mà tỉnh dậy chúng ta biết rằng Chúa đã thăm viếng mình. Habakkuk đoạn 3 câu 18 chép: dầu vậy tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Khi Habakkuk nói điều này là lúc mà Chúa đã khiến đất Canaan nó bị hạn hán bởi vì tội ác của dân Israel. Không còn trái cây vả, trong vườn chẳng còn buồng nho nào cả, không có cỏ mà quay đồng, chuồng bò chuồng chiên chẳng có con nào cả. Nhưng mà ông vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va vì Ngài là sự cứu rỗi của ông. Ông vui mừng ngay cả khi mà xác thịt thấy bế tắc. Bởi vì trong tâm linh ông nhận biết kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu biết rõ trong tâm linh mình, Đức Trời sẵn sàng khiến con một của mình phải lên thập tự giá để đền tội thay cho loài người. Ngài biết Ngài sẽ phải bị chịu thương khó. Nhưng mà tâm linh biết là nó chịu thương khó, đấy là để ý của Đức Cha được nên. Và Ngài vui mừng vì Đức Cha đã chọn mình làm một điều vô cùng quan trọng. Kinh Thánh chép, Ngài tự bỏ mình đi để ý Đức Cha được nên, nên Đức Cha đã khiến Ngài được lên cao hơn tất cả mọi danh. Cái sự vui mừng là hiểu biết ý muốn của Đức Cha. Luca đoạn 1 câu 46-48 chép, Maria bèn nói rằng, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời tôi là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tới Ngài. Này, từ này về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước. Nguyên văn trong bản tiếng Hebrew cho, tiếng Hy Lạp cho chúng ta thấy là Mary nói hoàn toàn trong tâm thần. Bởi vì bà vừa nói về tâm hồn, bà vừa nói về tâm linh mình ở trong Đức Chúa Trời là điều từ trước đến giờ bà không bao giờ biết. Chính lúc đó thần linh của Chúa ở trong bà khiến bà nói. Bản kinh chưa bao giờ chép này. And Mary said, my soul do magnify the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Savior. For he had regarded the low state of his handmaid. For behold, from henceforth, all generations shall call me blessed. Mary vừa nói là tâm hồn của tôi và tâm linh tôi, người khen Đức Chúa Trời tôi, là điều không phải xác thịt nào cũng biết, bởi vì người ta chỉ nghĩ đến xác thịt mình, ít khi nhìn biết tâm hồn mình và tâm linh mình. Mà đây là lời mà Thánh Linh của Chúa ở trong lòng. Bởi vì sao? Khi tiên sư Gabriel truyền bảo cho Mary biết ý định của Đức Trời và Mary hiểu được rồi, Mary nói: tôi đây là tôi tới Chúa, xin điều đó xảy ra cho tôi như lời Ngài truyền. Thánh Linh của Chúa liền phát vào trong người và bây giờ tâm linh của người sống lại và nói cái điều mà không phải bởi trí khôn của con người. Tôi đang nói cho anh em chúng ta biết là những cái điều mà Đức Trời đã sắm sẵn cho chúng ta, và bây giờ là lúc mà chúng ta được nghe và hiểu tại sao Chúa Giêsu được cầu nguyện xin Đức Cha lấy lên thật khiến chúng ta được nền thánh. Đây không phải vấn đề xác thịt mà nói về tâm linh chúng ta được nền thánh. Sau một thời gian quá dài kể từ khi chúng ta được xây ra trong thân thể xác thịt này, tâm linh chúng ta đã bị bán, tức là xác thịt bị bán cho tội lỗi và tâm linh bị trói buộc trong thân thể xác thịt này. Và bây giờ là lúc mà Chúa dùng lời của Ngài khiến tâm linh được nền thánh. Sau khi chúng ta tin Chúa và được Chúa ra khỏi sự sản của luật pháp rồi, và bây giờ là lúc mà Đức Trời dùng lẽ thật của Chúa khiến tâm linh ta được nền thánh ở trước mặt Chúa, hầu cho chúng ta được dạn dĩ đến với Đức Chúa Trời và được vào trong Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã phán và lời của Ngài cũng là lời tri thức phán trước cho sự sẽ được ứng nghiệm cho những người nào tin vào danh của Ngài, tức là uy quyền, bổn tánh và sự tôn trọng của Ngài, để được sanh lại bằng quyền phép của lẽ thật. Giai đoạn 3 câu 17 đến 21 chép, và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Và sự đoán xét đó là như vậy: sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phạm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc mình phải trách móc chăng? Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Làm trong Đức Chúa Trời tức là làm trong ý muốn của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là thần linh thánh khiết, tức là Đức Chúa Trời của chúng ta. Lời Đức Chúa Trời đang nói về điều quan trọng nhất và có là mục đích của việc Ngài ban lời của Ngài
tức là lời không bao giờ thay đổi cho loài người. Ấy là để cứu chuộc loài người lại cho Ngài, hầu cho những người được cứu chuộc sẽ được trở về trong chính đức của trời. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng Ngài và ở trong Ngài. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta. Và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha là đấng đã sai ta đến. Chúa Giêsu đang phán rằng những gì mà Chúa đã giảng ra, đã nhắn nhủ, đã kêu gọi, đang bày tỏ đó, ấy không phải bởi xác thịt Ngài, nhưng mà Đức Chúa Cha đã thông qua Ngài để truyền điều đó cho chúng ta. Cái điều đó rất quan trọng khi chúng ta hiểu rằng những cái điều mà chúng ta được nghe đấy không phải bởi xác thịt con người, mà Chúa đã truyền cho chúng ta. Khi tôi được công bố điều này thì anh em phải tin rằng Chúa đang dùng tôi, tức của Chúa, để truyền bảo cho ta biết ý muốn của Ngài cho chúng ta. Ý muốn của Chúa là ý tưởng bình an. Khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta lấy được tin, chúng ta biết được đâu là lời của xác thịt và đâu là lời của Thần Linh Chúa. Lời Thần Linh Chúa là luôn tôn cao ý muốn của Đức Chúa Trời, và ý muốn của Chúa luôn bày tỏ cho chúng ta sự bình an và sự nên thánh theo bổn tánh của Đức Chúa Trời. Còn ý của người xác thịt dùng trí khôn để bày tỏ cái sự khôn khéo của người đó để giải nghĩa. Nó không đem ta lại sự bình an, không đem chúng ta sự trông cậy. Vì chúng ta khi đang nghe lời Chúa, Thánh Linh của Chúa hành động trong lòng chúng ta để giúp ta hiểu được cái lời đó có phải của Ngài hay là của xác thịt. Bản kinh James Version chép câu này như sau: Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. He that love me not keep my not saying, and the word which you hear is not mine, but the Father's which sent me. Nếu một người nào yêu mến Ngài, người đó sẽ gìn giữ lời của Ngài, thì người đó sẽ được nhờ lời của Chúa đem người đó vào trong Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nhớ lời này, chúng ta ghi nhớ lại lời của Chúa được chép trong sách Ê-sai đoạn 55: Như mưa và tuyết từ trên trời xuống mà chẳng trở lại nữa, để lượm nhuần đất đai, làm cho xanh ra và kết nộ, để có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra khỏi miệng ta thì chẳng trở về lũ nhưng mà chắc làm trọn điều ta muốn và thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Lời Chúa ban ra để đem chúng ta trở về với Ngài. Nào, chúng ta thấy những trận lũ lụt xảy ra mênh mông và người ta phải treo lên trên nóc nhà để mà ẩn náu, rồi chính phủ sai máy bay trực thăng cứu trợ đến để thả dây xuống. Nếu người ta bán được dây thì trực thăng kéo của đó lên. Đức Trời trừ trên thiên đàng ban lời Ngài xuống cho chúng ta qua các sứ giả của Chúa. Sứ giả của Chúa không đem chúng ta về với Ngài được, nhưng mà lời của Chúa sẽ đem ta về với Đức Chúa Trời. Lời của Chúa là trở về với Đức Chúa Trời, đem chúng ta về với Đức Chúa Trời. Lời Chúa là Thần Linh sự sống, và chúng ta nói về tâm linh, chúng ta thuộc về Thần Linh sự sống, sẽ được về với Chúa bằng lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng lo lời của Chúa đem chúng ta trở về thiên đàng thế nào. Chúng ta nhớ khi Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển, các môn đồ của Chúa ở dưới biển rồi, biển năng động. Họ tưởng ma, Chúa đừng sợ ấy ta đây. Phi-e-rơ nói, thầy cũng phải thấy không thầy? Nếu phải bởi thầy, nếu là thầy, xin Chúa khiến tôi đi trên mặt nước đến với cùng thầy được không? Và được, đến đi. Phi-e-rơ bước khỏi thuyền và đi bộ được. Mà đang đi thì thấy sóng gió, của sao kỳ vậy? Mình nặng thế này mà đi trên mặt nước là sao? Đang nghĩ đến chuyện đó thì ông quên, bởi vì ông đang nghĩ trong xác thịt. Còn khi ông bước đi bởi lời Chúa thì đi trong Thần Linh, nên là không chìm. Đi trong xác thịt thì chìm. Anh em thấy đi. Tại sao Chúa đi bộ trên mặt biển được? Bởi vì Chúa đi trong Thần Linh, mà tâm linh chúng ta có thể nổi được. Khi tâm linh chúng ta theo Chúa không có tội, không có tội thì còn nhẹ hơn tất cả mọi thứ vật chất. Anh em hiểu luật này. Thập kỷ 60 ở Indonesia, khi mà Thánh Linh của Chúa thăm viếng của Thánh Minh đó, đoàn truyền giáo ở trong hội thánh đó đi theo Chúa. Và tối hôm trước Chúa nói là ngày mai, sáng ngày mai đúng giờ đó các con sẽ đi sang bên kia, cái làng bên kia để truyền giáo. Đến buổi chiều họ ngủ thì mưa to xuống, lũ từ trên xuống mênh mông luôn. Đúng giờ đó rồi, đội trưởng và anh em vác ba lô để sang làng bên kia. Cả đội nói là làm sao chúng ta đi được, nước mênh mông hết cả rồi. Chúa bảo chúng ta phải tin. Anh em không nhớ là tuần trước chúng ta đã từng nhận lời Chúa bảo hãy cầu nguyện cho người đó để cho người đó sống lại, chúng ta không làm theo, đến người đó phải chết sao? Chúa cổ trách chúng ta rồi, tại sao ta lại không tin lời của Ngài? Thế nên đội trưởng nói anh em không đi, tôi đi. Người đội trưởng vác ba lô trên vai và bước đi và đi qua trên mặt biển luôn, trên mặt sông luôn. Mà người đi theo bảo đội trưởng đi thì mình đi được. Người ta gọi đội trưởng ơi dừng lại.
Đội trưởng dừng lại, quay lại này. Anh giơ tay lên, giơ tay này, vẫy này. Nước mênh mông, anh ta đứng trên mặt nước. Như vậy là cả đoàn tin rồi đi theo. Người dân trong làng thấy cả đoàn đi rồi, họ đi theo. Nhưng mà người dân nào của cái làng đó đi theo là chìm. Còn đội truyền giáo đó tin Chúa đi thì đi trên mặt nước, đi qua bên kia. Chứ là thần của Chúa hành động khi tâm linh ta làm chủ, chúng ta vượt qua cả lửa cũng không cháy. Chúa nói là khi ngươi vượt qua dòng nước, nước không làm ngập ngươi. Khi ngươi đi qua lửa, lửa không thiêu ngươi. Là vì chúng ta đi trong đức tin, thần linh của Chúa bảo vệ chúng ta. Các người bạn của Daniel bị quăng vào lửa, lửa không bám được đến họ bởi vì họ tin Đức Chúa Trời. Như vậy đây Chúa cho thấy biết khi chúng ta được đền thánh tâm linh mình, chúng ta thắng được tất cả mọi thứ mà ma quỷ có thể sử dụng để tấn công người ta. Vì cớ tội lỗi của Adam, mà người bị bắt phục bởi quyền lực của tội lỗi và làm phu tù cho tội lỗi. Vì thế cho nên Đức Chúa Trời, Cha của người, đã sai con một ngài đến thế gian này để giải cứu, giải phóng, giải thoát chúng ta là dân sự của Chúa, để đem chúng ta trở về với Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 4 đến câu 13 chép, chỉ có một thân thể, một thánh linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến trong một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Vậy nên có chắc rằng Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người. Và những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài đã cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy rẫy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn trong về công việc và chức dịch và gây dựng thân thể Đấng Christ. Cho nên trường chúng ta thấy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thánh nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Đức Chúa Giêsu Christ là con một Đức Chúa Trời đến thế gian này để dẫn những người được cứu chuộc bởi tình yêu thương và quyền phép của Đức Chúa Cha về cho Đức Chúa Trời. Ngài xuống khi nào? Lời Chúa chép vào sách Châm Ngôn này. Trước khi Đức Giê-va dựng nên muôn vật trong cái vũ trụ này hay là trên đất này, đã có Đức Chúa Trời rồi. À, tức đã có lời của Ngài rồi. Đã có ta. Lời của Đức Chúa Trời ở trong Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Trời. Vậy thì chính Chúa đã đến trên đất này để nắn lên chúng ta, tạo nên chúng ta. Và bây giờ Ngài chủ chúng ta trở lại cho Ngài. Và chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình. Loài người chúng ta ở trên đất này bởi cơ tội lỗi của Adam mà bị nhuốm độc hết cả rồi. Và bây giờ Đức Chúa Trời sai con một của Ngài đến để làm chúng ta bổ mẫu mực. Là một thứ mà loài người, tức là Israel khi xưa không hiểu tại sao mình có thể về thiên đàng được. Họ không nghĩ về thiên đàng. Chính bởi cái đó là ngay cả khi Chúa Giêsu đến thế gian này, các môn đồ của Ngài đi theo Ngài vẫn không nghĩ rằng họ sẽ về thiên đàng. Họ cứ nghĩ rằng Chúa Giêsu đã đến làm vua của Israel. Ngài sẽ lập lại vương quốc của Israel. Thì họ hỏi lại, thì khi nào mà Ngài sẽ lập lại vương quốc của Ngài ở trên đất này? Họ không hiểu. Họ không nghĩ về thiên đàng. Tại sao họ không nghĩ về thiên đàng? Bởi vì họ không để ý vào lời của Chúa. Nếu chúng ta hiểu lời của Chúa, giá trị quan trọng, chúng ta suy gẫm lời của Chúa, chúng ta sẽ thấy rõ ràng là sự mách bảo của Ngài để đem chúng ta về thiên đàng. Làm thế nào chúng ta hiểu được điều này? Xác thịt không hiểu được, nhưng tâm linh hiểu được. Bởi vì chính Chúa đã phán qua Châm Ngôn, tức là qua Salomon là gì? Nhưng vì ta trách các ngươi khá trở lại. Ta sẽ đổ thiên linh ta trên ngươi và ta sẽ khiến ngươi biết các lời của ta. Cái sự biết vô cùng quan trọng để trong bài chúng ta sẽ đọc ở đây. Và Chúa Giêsu đến và Ngài làm một cái mẫu mực là để có thể về thiên đàng được thì chúng ta phải nên thánh. Mà muốn nên thánh được thì chẳng phải công việc của xác thịt đâu. Nhưng mà chính lời của Chúa có quyền làm điều đó. Nên Chúa Giêsu đến ở trong gia đình của Joseph và Mary. Ngài làm theo điều răn bằng lệnh của Đức Chúa Trời. Đến năm 30 tuổi, Chúa bắt đầu thành chức vụ. Ngài đến với Giang Baptist tại sông Giô-đanh để làm phép báp têm dù Ngài không có tội. Như vậy, đó là luật pháp công bình của Đức Chúa Trời lên Chúa để cho Giang Baptist làm điều này. Và Chúa cũng chịu phục nữa. Rồi sau đó, thánh linh của Chúa ngự trên Ngài để Ngài vào trong đường vắng để chịu thử thách.
Đây là cái bài đầu tiên mà Chúa Jesus đã làm, cũng như tất cả người nào tin Chúa cũng sẽ phải làm. Khi người đó muốn làm theo ý muốn của Đức Trời thì phải tiếp nhận sự ban cho Đức Thánh Linh, được báp tên bằng Đức Thánh Linh, và bây giờ phải chịu thử thách. Ngài sẽ đưa chúng ta vào trong các sự thử thách của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta vào sự thử thách đó, chúng ta sẽ biết mình yếu. Khi mình biết mình yếu thì mình sẽ biết nhờ cậy cái gì. Vì nếu chúng ta không được thử thách của Chúa, chúng ta sẽ nhờ cậy xác thịt mình, trí khôn của mình. Đến ngày nay có rất nhiều người tin Chúa đó, là thích đi những nhà thờ to, ở đó vui, ở đó có nhiều người. Như vậy có nhiều người hơn thì sẽ mạnh hơn. Tức là người ta trông cậy vào tổ chức, trông cậy vào số lượng của con người, và tưởng là như vậy là sẽ được an toàn. Họ hiểu sai. Họ vẫn chưa đổi mới tâm trí mình, nên chẳng thể nào hiểu được sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời cả. Nhưng mà chúng ta nhờ sự ban cho lẽ thật của Chúa, chúng ta được ban cho Đức Thánh Linh, chúng ta được vào thử thách mới biết rằng quả thật tôi yếu mọn, tôi chẳng làm được gì cả. Vì chính Chúa Jesus đã phán, ngoài ta ra các người chẳng làm gì được cả. Chúa muốn chúng ta trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Trông cậy nơi Chúa có cái điều rất quan trọng là chúng ta sẽ không phạm tội. Không phải là vì chúng ta trông cậy Chúa thì được giải thoát, được bảo vệ, được phước hạnh. Cái chính là khi chúng ta tin và làm theo lời Chúa, trông cậy Chúa thì chúng ta không làm theo ý riêng. Vì nếu ta làm theo ý riêng sẽ mắc bẫy của ma quỷ. Mắc bẫy của ma quỷ làm sao có thể trở về thiên đàng được. Đơn giản một câu việc là chúng ta dẫn con trẻ chúng ta đi chợ, đi siêu thị. Nếu con trẻ đó cứ để chúng ta cầm tay nó sẽ không ngã, nó sẽ không dơ. Nếu ta đi vào trong siêu thị có nhiều cái thứ hàng hóa đó, mà đứa trẻ đó ở trong tay chúng ta, nó sẽ không làm đổ đồ đạc trong đó, không làm bể đồ, chúng ta không phải đền. Nó đi thế nào nó về thể đó sạch sẽ. Nhưng nếu chúng ta để nó tự do, nó thích đi theo cha mẹ của nó sẽ dơ bẩn, nó sẽ làm đổ đồ, nó sẽ bị phạt, bị đền, thậm chí bị tai họa. Chúa muốn chúng ta để Chúa dắt đưa chúng ta đi để được sạch sẽ. Chúa muốn chúng ta trông cậy hoàn toàn nơi Ngài. Nhưng mà chúng ta chỉ cứ nghĩ rằng Ngài là vua muôn vua, Ngài là Chúa muôn Chúa. Tại sao tôi phải nhờ Ngài điều đó? Tôi phải làm chứ. Và Chúa bảo chúng ta phải làm có một việc đáng phải làm thôi, là ngồi nghe lời của Chúa là điều tốt nhất. Ma Thê thì sốt sắng nóng nảy lo mọi thứ để phục vụ Chúa. Còn Ma-ri thì ngồi nghe Chúa. Ma Thê bực quá bà thấy thầy, tôi bối rối bận bao nhiêu việc mà em tôi không chịu làm cả, thầy bà nó phụ tôi đi. Chúa Jesus nói Ma-thê, người bối rối nhiều việc đấy, nhưng chỉ có một việc nên làm thôi, là việc tốt nhất mà Ma-ri đã làm rồi. Tại sao con không ngồi đây để nghe? Đấy là lúc con cần để nghe, để con mạnh lên rồi, được khi ta đi, con có sức mạnh rồi, con sẽ làm mọi việc mà không bị ngã. Cả một tuần chúng ta có 6 ngày ở nhà, nhưng mà sức lực để khiến chúng ta trong 6 ngày đó không té ngã vào tội lỗi nữa là quan trọng cái ngày ngày hôm nay. Cái ngày biệt riêng cho thánh đó để ngày này chúng ta được Chúa ban cho chúng ta có sức lực. Sức lực đó thứ nhất là lời hứa của Chúa ban vào trong tâm linh chúng ta, biết chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta vui mừng ở trong Chúa. Thứ hai, chúng ta biết rằng chúng ta đang ở đâu trong thời kỳ này để chúng ta cảnh giác tỉnh thức cho xác thịt của mình. Và chúng ta biết mưu trước của ma quỷ cùng sự nó sẽ làm để chúng ta nhận biết được và nhờ sức toàn năng của Chúa. Trong cái ngày thánh này chúng ta biết mình đang ở đâu, trong thời kỳ nào. Và chúng ta biết mình ở trong thời nào thì biết bám lấy Chúa để không bị mắc bẫy. Hầu cho trong 6 ngày tiếp, chúng ta nhờ sức toàn năng của ngày hôm nay được nạp cho cái bình mình đây, mình đứng vững được. Đó là điều Chúa muốn ta làm trong cái ngày thánh này, là để Chúa làm cho ta, Ngài nạp cho chúng ta, Ngài truyền thổi và cho chúng ta sức sống của Ngài, để ta có sức trong 6 ngày tới nữa, để ngày thánh nhật tiếp nữa, chúng ta lại đưa lên tầm cao hơn nữa. Đó là sự bán chặt về Chúa vậy. Chứ phải chúng ta sốt sáng làm điều này điều kia cho Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có thể làm được, nên làm. Nhưng cái phần quan trọng nhất là nếu chúng ta chưa vững vàng trong đường lối của Chúa thì đừng vội vàng làm cái việc của xác thịt cho Chúa. Ngài không có cần điều đó. Cái cần nhất là chúng ta được nạp tất cả điều gì cho chắc chắn cho con người bề trong của chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Rồi bây giờ con nuôi muốn làm gì thì con sẽ làm. Ta sẽ ban phước cho con nuôi của ta. Chúa Giêsu con một của Đức Chúa Trời đến thế gian này để dẫn người được cứu chuộc bởi tình yêu và quyền phép Đức Chúa Trời về cho Đức Chúa Trời. Thánh Linh của Ngài đến hết thảy những người nào tin vào danh của Ngài và lời của Đức Chúa Trời để dắt họ vào trong các lẽ thật của lời Chúa. Dắt vào trong các lẽ thật của lời Chúa. Lẽ thật không phải giống như là được vẽ lên cho chúng ta nhìn thấy. Lẽ thật không phải là một bức tường chúng ta có thể bổ tung ra để nghiên cứu được.
Lẽ thật là điều chỉ có tâm linh chúng ta nhận được qua sự mách bảo của Đức Thánh Linh mà thôi. Nếu không bởi đức tin của chúng ta không thể nào biết đó là thật được. Khi tôi giảng ở bên Mỹ, có một vị ngày xưa là đại úy hải quân Mỹ ở Việt Nam này. Ông ta được gọi là đậu cử nhân cổ ngữ tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp. Khi tôi chia sẻ lời Chúa trong lẽ thật của Chúa có tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp, ông lắc đầu. Ông nói, đây có phải lẽ thật đâu. Thì tôi hỏi, theo ông, thế nào là lẽ thật? Lẽ thật không được bày tỏ trong văn tự, nhưng bởi Đức Thánh Linh. Chỉ dành cho những người nào đi trên con đường của Đức Chúa Trời, tức là vâng phục luật pháp của Chúa, tin cậy và làm theo, thì mới biết được lẽ thật mầu nhiệm đó. Cũng giống như, tôi cầm một trái táo, anh cũng cầm một trái táo. Nhưng anh nói là cái trái này quý quá, để tôi mang về cho con tôi ăn. Còn tôi thì tôi ăn đã, vì Chúa ban cho tôi ăn luôn. Rồi khi anh cầm trái táo lên về cho con anh, con ơi, cái gì, trái gì đi bố, à trái táo, ngon không bố? Anh bảo ngon, anh nói dối. Anh chưa ăn nó sao anh biết nó ngon? Anh bảo là bởi vì Chúa cho nên chắc ngon. Anh nhầm rồi. Không phải bất cứ điều gì Chúa cho chúng ta đều ngon cho xác thịt đâu. Có cái đắng lắm, nhưng để chữa lành chúng ta. Chúng ta phải ăn nó để làm chứng về cái điều đó chứ. Anh chưa hề ăn nó, mình nói nó ngon, anh nói dối. Lẽ thật là điều chính Thánh Linh sẽ dắt chúng ta là những người tin Chúa Giêsu được báp têm bởi Đức Thánh Linh và được tái sanh lại. Anh chưa tái sanh lại, anh không thể hiểu đó là thật được. Vì đó là sự bầu nhiệm giấu kín từng đời từng cổ mà ngày nay được bày tỏ cho các thánh đồ. Anh là thánh đồ chưa? Anh là mục sư, nhưng anh nếu chưa được tái sanh, anh chưa phải là thánh đồ. Anh là mục sư, anh có thể đạo đức. Nhưng mà chứ thánh này không nói cho xác thịt mà nói cho tâm linh. Nếu anh chưa được tái sanh lại, anh làm sao hiểu được nước Đức Chúa Trời? Lẽ thật thuộc về nước Đức Chúa Trời. Bởi đó nhiều người trong truyền thần đạo không thể hiểu lẽ thật. Bởi vì tâm linh họ chưa được tái sanh. Vì lẽ thật này là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là đấng tạo nên tâm linh chúng ta. Khi tâm linh ta được chuộc lại cho Ngài rồi, chính cha chúng ta đưa chúng ta vào trong Đức Chúa Trời là sự giấu kín ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta được chọn điều này. Giăng đoạn 16, câu 26 đến 28 chép. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin. Ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin cha đâu. Vì chính cha yêu thương các ngươi, nhưng các ngươi đã yêu mến ta và tin rằng ta ra từ nơi cha mà đến. Ta ra từ cha mà đến thế gian, nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng cha. Chúa Giêsu đã cầu xin Đức Cha dùng quyền phép của lẽ thật trong lời của Đức Chúa Trời để khiến cho những người được chuộc lại bằng huyết của Ngài được nên thánh. Và đó là vấn đề quan trọng nhất phải đạt được cho với người được cứu chuộc lại cho Đức Chúa Trời. Nếu mà người chỉ nghĩ rằng tôi tin Chúa rồi, Chúa phải có trách nhiệm cứu chuộc tôi về, rồi tôi chỉ biết là Chúa Nhật là tôi đến đền thờ của Chúa, thờ phượng rồi, Ngài sẽ đem tôi về thiên đàng. Người đó lười biếng, biếng nhác. Chúa không đẹp lòng với cái điều đó. Chúng ta không thể tin Chúa kiểu đó được. Chúng ta phải tin Chúa theo cách của Đức Chúa Trời. Ma quỷ cũng tin Đức Chúa Trời, nhưng nó sợ hãi, nó được cứu không? Không. Vậy khi chúng ta tin Chúa, mà chữ tin đó không phải là cái niềm tin. Chữ tin đó không phải là danh từ, không phải là tính từ, mà là động từ tiếp diễn. Chữ tin là tôi đồng ý với, tôi chấp nhận, tôi làm theo, tôi kết bạn, tôi vâng phục. Hoàn toàn. Chữ tin đó là nếu ngươi tin, thì ngươi phải hành động. Chữ tin đó hành động cho chúng ta. Chữ tin đó ở trong tâm linh chúng ta được bày tỏ qua đức tin của chúng ta nhận biết Đức Trời. Đức tin đó là sự sống, hành động cho chúng ta. Đó là linh ân. Nó làm việc. Linh kinh thánh chép này. Xác thịt không hồn thì xác thịt chết. Đức tin không có việc làm thì đức tin cũng chết. Vì chữ tin đây là sự sống lại của tâm linh mình và hành động. Mặc dù tâm linh chúng ta được rơi trong sự chết, nhưng mà chưa chết. Nằm trong sự chết, nếu nó không nhận ra cứu chuộc cho chính mình, nó chết luôn theo xác thịt vào trong hồ lửa vậy. Như vậy thì bây giờ chúng ta nghe tiếng Chúa, chúng ta phải sanh lại. Nhiệm vụ chúng ta là phải để cho Thánh Linh giúp đỡ chúng ta để chúng ta được sanh lại cho Ngài. Ngay từ ngày đầu tiên khi Đức Trời ban luật pháp của Ngài cho dân Israel, từ trên trời cao Đức Trời phán xuống cho hết thảy dân Israel được nghe mạng lệnh của Ngài về việc dân Israel phải nên thánh. Lê Vi Ký đoạn 11 câu 44-45 chép: Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh thì sẽ được thánh.
Các ngươi chớ vì một con nào của loài côn trùng trên mặt đất mà làm lấy ô uế cho thân mình. Vì ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập tô đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi phải nên thánh vì ta là thánh. Đây là mạng lệnh. Dân Israel lúc này nghe tiếng Chúa, họ nói như thế nào? Ông Môi-se ơi, ông nói với Đức Giê-hô-va lần sau ấy, Đức Giê-hô-va muốn truyền điều gì cho chúng tôi làm ấy, thì Đức Giê-hô-va sẽ nói trực tiếp với ông. Rồi ông nói lại cho chúng tôi, chứ bây giờ mà Chúa có phán trực tiếp cho tôi trên trời xuống chắc chúng tôi chết. Đức Trời phán với Môi-se là chúng nó nói phải lắm, ta sẽ ban cho nó một đấng tiên tri nữa như ngươi, và chúng nó phải nghe theo lời đấng đó, nếu không có ngươi chúng nó sẽ chết. Chúa chấp nhận cho và Chúa ban, Chúa Giê-su cho họ. Chính Môi-se nói gì? Từ giữa anh em các ngươi sẽ ra một đấng tiên tri như ta, các ngươi khá nghe theo đấng đó. Nói trước về Chúa Giê-su vậy. Cho mà lời này, câu 44 phần A chép này, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, ta là thánh. Nếu ngươi phải nên thánh thì sẽ được thánh. Nguyên văn chép là For I am the Lord your God. You shall therefore sanctify yourself and you shall be holy for I am holy. Nghĩa là vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, vì thế nên chính mình các ngươi phải trở nên thánh thì sẽ được thánh vì ta là thánh. Chúa ơi, chính mình người phải trở nên thánh. Chúng ta không thể tự mình làm nên thánh được. Bởi vì xác thịt chúng ta là yếu đuối và bất toàn. Phao-lô là người Benjamin, ông là người Hebrew. Ông sinh ra là người Hebrew rồi. Ông có luật pháp của Môi-se. Nhưng mà ông nói như thế nào? Khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ cứ dính dấp theo tôi. Ông không thể làm chọn được điều mình muốn, bởi vì ông bị bán cho tội lỗi từ trong bụng mẹ rồi. Chính xác như vậy. Bởi vì Adam phạm tội bị bán cho ma quỷ rồi, tức là dòng dõi ra là bị. Ma quỷ chưa làm chủ hoàn toàn, nhưng làm chủ cái xác thịt của người ta. Và nếu người ta không vì mài bám với Chúa, không nhờ cậy Chúa, không thể nào thoát được. Không thể trả cái nợ mà tổ phụ mình đã bán mình được. Chứ phải nên thánh ở trong câu 44 này. Tiếng Hebrew có nghĩa là phải thánh hóa, phải chuẩn bị, phải sửa soạn, phải biệt riêng ra, phải hiến dâng, phải làm cho sạch. Còn chữ thánh trong câu này, tiếng Hebrew có nghĩa là thánh, thiêng liêng, bất khả xâm phạm, trong sạch. Chúng ta cảm tạ Chúa. Chúa không bao giờ ban cho ta một mạng lệnh mà Ngài biết rằng chúng ta không thể làm được. Chúa biết chúng ta làm được. Khi Chúa phán điều này cho dân Israel, Ngài không phán cho xác thịt mà tôi, Ngài phán cho tâm linh. Khi mà Adam phạm tội rồi, tâm linh của đời người còn nghe được tiếng Chúa không anh em? Khi mà Adam đã phạm tội rồi thì tâm linh của đời người còn nghe được tiếng Chúa không? Nếu tâm linh của người không phán được thì tại sao Chúa phán với Cain được? Ngươi phải quản trị nó. Chết đây là chết quỳ làm con Đức Chúa Trời, chết cái quyền ảnh hưởng, quyền cai trị đối với xác thịt thôi. Nhưng nó vẫn còn là con trai của Đức Chúa Trời. Chúa phán, bởi vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, lên đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Thấy chưa nào? Đức Trời không phán Adam vào sự chết, xác thịt sẽ vào sự chết. Còn tâm linh Adam thì mất quyền cai trị. Và nếu mất quyền cai trị thì khi xác thịt chết, tâm linh ăn đi đâu? Xuống địa ngục. Thần linh không bao giờ chết. Nó chết là chữ chết quyền ảnh hưởng, quyền cai trị, mất chết. Tôi lấy ví dụ, một chàng trai, một cô gái kia yêu nhau thắm thiết lắm. Một kia có chuyện gì xảy ra, họ tan, họ chia rẽ nhau. Có ai đó hỏi thăm rằng bao giờ chúng nó cưới nhau? Thôi đừng, người ta hỏi thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Cái chết rồi. Bảo đứa nào chết, bảo không, hai đứa vẫn sống nhưng mà tình yêu nó chết rồi. Chia đàn sẽ nghe rồi. Bởi vì sao? Họ không kêu với nhau được nữa. Cái chữ chết đây nó thực sự không tồn tại nữa. Không thể phục hồi được nữa rồi. Là chữ chết. Nhưng mà đối với sự phán xét của Đức Trời đối với Adam thì sao? Nếu như Adam, tôi không nói Adam, mà nếu như dòng dõi của Adam vâng theo lời của Chúa của Trời và làm theo lời của Chúa, họ vẫn được cứu. Nếu như tâm linh là người không nghe được tiếng Chúa thì tại sao mà Hê-nóc đồng đi với Chúa được? Tại sao Nô-ê nghe được tiếng Chúa mà được xưng công bình? Hiểu không nào? Tâm linh vẫn còn nghe được. Đó là tại sao mà Chúa Giê-su phán là lại là vì sao ta đã giáng thế, vì sao ta sinh ra ấy, để làm chứng cho lẽ thật. Hay thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Tâm linh chúng ta thuộc về lẽ thật. Lẽ thật là Đức Thánh Linh. Chúng ta vẫn nghe được tiếng của Chúa. Và cái tiếng chết mà đến ngày sau đốt này, khi những kẻ ở trong mộng mà nghe tiếng con Đức Trời thì tin và sống lại. Ngày nay khi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng,
chúng ta có quyền trỗi dậy, đánh trên chính xác thịt của mình. Chúng ta quản trị xác thịt mình, chúng ta có quyền kêu cầu đến Chúa để Chúa ban ơn cho. Lê Vi Ký đoạn 21 câu 1 đến câu 8 chép: Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng những thầy tế lễ là các con trai A-rôn mà rằng: Thầy tế lễ chớ vì một người chết trong dân sự mà làm cho mình ra ô uế, trừ ra vì bà con thân thích mình, vì mẹ, cha, con trai, con gái, anh em mình, và vì chị em ruột mình còn đồng trinh chưa chồng, thì người được vì chị em đó làm mình ra ô uế. Người là đầu trưởng trong dân sự mình, chớ là mình ra tục mà bị ô uế. Các thầy tế lễ chớ lên làm sói trên đầu, chớ cạo mép râu mình, đừng cắt thịt mình. Họ sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời mình, và chớ làm ô danh Ngài, vì họ dâng cho Đức Chúa Trời các của lễ dùng lửa thiêu, tức là thực vật của Đức Chúa Trời mình, họ phải nên thánh. Thầy tế lễ chớ nên cưới một người kỳ nữ hay là kẻ dâm ô, cũng chẳng nên cưới người bị chồng đẻ, vì thầy tế lễ đã biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời mình. Vậy ngươi hãy kể thầy tế lễ như thánh, vì người dâng thực vật của Đức Chúa Trời người, người sẽ là thánh cho ngươi, vì ta Đức Giê-hô-va là thánh, đấng làm cho ngươi nên thánh vậy. Khi tôi đang công bố lời Đức Chúa Trời, lời Chúa đang qua môi miệng tôi, đó là thánh. Cũng một thể như thế, bàn thờ là thánh. Hay là Chúa sư phán là khi mà của lễ dân chúng tôi để trên bàn thờ, thì bàn thờ đó nên thánh. Vì nó đang chứa của thánh dân cho Đức Chúa Trời. Chúa phán là thầy tế lễ đang nhậm chức, thì dân ngoại không được men đến gần. Người nào đến gần sẽ bị xử tử, vì toan định làm mất cái sự thánh khiết của thầy tế lễ ra. Nên Chúa dạy chúng ta phải hiểu rõ là chúng ta phải nên thánh, phải biết giữ mình lên thánh như thế nào, vì nếu chúng ta không nên thánh, không thể đến gần Đức Chúa Trời được. Đức Chúa Trời cho dân Israel sự lựa chọn, và sự lựa chọn mà Đức Chúa Trời muốn dân Israel chọn cho họ, đó là sự hiến dâng cuộc đời của họ cho Đức Chúa Trời. Và sự hiến dâng đó không có nghĩa là ủy thác mọi sự cho Đức Chúa Trời làm, còn mình thì không làm gì cả, mà là sự hy sinh mọi sự thuộc về ý muốn của xác thịt, là ý muốn đi ngược lại với các mệnh lệnh và các điều răn của Đức Chúa Trời. Chúng ta thì hiểu được Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn năng, nhưng mà sự yêu đức của chúng ta có thể ngăn cản toàn năng của Đức Chúa Trời. Khi một người bị thương, người ta phải được điều trị vết thương của mình. Người ta đến bệnh viện, bác sĩ sẽ bắt đầu cắt lọc tất cả cái phần bị thương, bị nhiễm trùng đi, cắt bỏ đi, để khâu nó lại. Và nhiệm vụ chúng ta là phải điều trị đó theo phác đồ của bệnh viện, của bác sĩ, uống thuốc, thay băng, và đặc biệt phải cách ly môi trường bẩn. Chúng ta theo Chúa, chúng ta muốn làm sạch tội mình là điều nên làm. Chúng ta được nghe lời của Đức Chúa Trời rồi, lời Chúa bắt đầu chữa lành chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải cách ly khỏi sự ô uế của thế gian này. Đó là tại sao mà Chúa phải đem dân Israel ra khỏi Ê-díp-tô là nhà nô lệ, đem họ vào trong nơi đường vắng, cách ly các dân ra, để Chúa ban lời của Ngài cho họ. Và trải suốt thời gian họ đi trong đường vắng đó, họ chỉ có thấy Chúa mà thôi, quyền năng của Chúa, mana và chiên cút. Và bây giờ là lúc họ biệt riêng ra khỏi thế gian rồi, họ quên tất cả mọi thứ của thế gian. Khi quý vị sang định cư ở nước ngoài mà bên đó không mua gạo, quý vị đó ăn bánh mì. Thế gian quen rồi, các con cái chúng ta, của con cái của quý vị định cư bên đó rồi ăn bánh mì, quên cơm luôn. Bây giờ mà những con trẻ bên Mỹ mà về Việt Nam ấy, nó sinh ra bên Mỹ rồi, nó ăn cơm đâu, ăn bánh mì, ăn hamburger, nó không ăn cơm chúng ta đâu. Vì sao? Không quen. Chúa muốn chúng ta thay đổi thực đơn của mình. Khi chúng ta Chúa, chúng ta thích nghe gì? Cải lương ư? Chèo ư? Vòng cổ ư? No! Thánh cả, nghe lời của Chúa, đó là thức ăn thuộc linh cho tâm linh mình. Nếu mình biết mình nguôi, mình yếu, thì mình phải ở gần sức mạnh của Chúa chứ. Gần lửa thì ấm, gần đèn thì rạng. Thì chúng ta phải đưa mình đến gần Đức Chúa Trời. Chúng ta không làm được gì cả, nhưng mà quyền năng cho âm thanh, quyền năng của lời Chúa qua âm thanh có tác dụng tái tạo chúng ta, nhắc nhở chúng ta, thêm sức cho tâm linh của chúng ta. Mình phải biết được, Chúa tạo nên âm nhạc, Chúa tạo nên âm thanh có quyền năng. Chúng ta chọn âm thanh gì cho chúng ta? Thánh cả, để sự sống chúng ta nghe lời của Đức Trời dành cho chúng ta. Chúng ta cứ mở, trong khi chúng ta làm có thể quên câu này, quên câu kia, nhưng mà ít ra chúng ta biết là Chúa đang hiện diện. Đó là nhạc của Chúa, đó là lời của Chúa. Chúng ta nhớ mình là ai? Đó là cái điều quan trọng nữa. Chưa cần để hiểu toàn bộ cái điều gì đã ở trong cuốn băng đó, nhưng mà biết là đó là lời của Chúa. Chúng ta biết có Chúa, chúng ta đang nhớ đến Chúa, và chúng ta biết mình phải làm gì. Thì khi chúng ta theo Chúa, chúng ta phải nhận biết là mình phải được biệt riêng ra khỏi
uối của thế gian này để được về với Đức Chúa Trời. Có nhiều cách chúng ta để nhắc nhở mình. Để ngọn lửa gần gần đó, đưa tay ra hơ đi, nóng quá. Hãy nhớ là nếu ngọn lửa ở đây nó chỉ có tối đa đến 600 độ. Mà dưới địa ngục thì sao? Kinh lắm. Mà đời đời, vậy thì tại sao lại dài ruột xuống dưới địa ngục làm chi? Hãy chọn sự nền thánh để được về thiên đàng với Đức Chúa Trời. Mình hằng để Chúa trước mặt mình, để luật pháp của Chúa trước mặt mình, để lời răn đe của Chúa trước mặt mình. Hãy để những lời răn đe thật nặng của Đức Trời ở trước mặt mình đó, thay vì những câu gốc thấy mà mình thích lỗ tai mình nghe tốt hơn. Đó là tại sao mà trên đường ấy, người ta để biển cấm, rồi biển cấm rẽ trái, cấm rẽ phải, cấm vượt đèn đỏ, toàn cấm không à, không có chỗ nào mà dễ chịu cả. Để làm gì? Để cho chúng ta biết là đừng vi phạm, vì vi phạm là hoặc mất tiền hoặc tai nạn. Tự mình biết mình yếu đến gần Đức Chúa Trời. Chúng ta xem gương của Đức Chúa Jesus Christ về cái sự hy sinh này. Ở đây khi chúng ta theo Chúa, chúng ta phải có sự hy sinh. Hy sinh cái gì? Hy sinh cái điều gì mà xác thịt mình ham muốn? Mà sự ham muốn là đi ngược lại với bổn tánh thánh khiết công bình của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 17 câu 19 chép: con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được đến thánh vậy. Trong câu này Chúa cố ý bách bảo, Chúa Jesus đã tự mình làm nên thánh bằng lẽ thật, vì Ngài ra từ Đức Chúa Cha nên Ngài biết được sự chấm Đức Chúa Cha. Vậy thì chúng ta ra từ đất, nhưng mà tâm linh chúng ta ra từ Đức Chúa Trời, khả năng nghe vẫn còn. Và bây giờ Đức Chúa Trời ban lời của Ngài là lời từ trong Ngài ban ra cho chúng ta. Vậy thì để chúng ta có thể theo Chúa Giêsu được, thì chúng ta phải biết là Chúa Giêsu ra từ Đức Chúa Cha, lên trong Ngài có đủ lời của Đức Chúa Cha ở trong Ngài, lên Ngài có thể thắng sự cám dỗ của thế gian được. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta ở dưới đất mà ra, nhưng mà tâm linh ta thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta sẽ được trở thành như Chúa Giêsu bằng cái nào? Tiếp nhận tất cả mọi điều này Chúa sẽ đem đến cho chúng ta. Ngài đến thế gian này và Ngài đã thắng sự chết. Ngài cầu xin Đức Cha ban cho chúng ta giao ước của Ngài. Nhờ đó mà chúng ta ở đây được nghe lẽ thật này và được hiểu lẽ thật này. Vậy thì việc chúng ta là phải tiếp nhận tất cả điều gì vốn từ Đức Chúa Cha mà ra vào trong chúng ta, để đứa chúng ta cũng ở trong Ngài. Nào chúng ta hiểu không nào? Chúng ta biết rằng những cái đĩa này nó bằng inox, nghĩa là nó được trang bị các chất khác vào trong cái thép này, nó mới được cái chất này. Nhưng mà nó có được phải được đánh bóng. Và nếu như nó không đánh bóng, nó sẽ bị rỉ sét sau này, nó chậm hơn mà thôi. Thế thì cái việc của chúng ta là phải được nhiễm tất cả điều gì từ trong được vào mình, nhận lấy tất cả gì thuộc về Đức Trời vào trong chúng ta. Nếu Đức Trời ban luật pháp của Ngài cho chúng ta, và việc Chúa bảo chúng ta là tiếp nhận luật pháp của Chúa và làm theo. Khi chúng ta tiếp nhận luật pháp của Chúa và làm theo, chúng ta được đền thánh. Bằng cách nào? Bằng cách nào? Khi chúng ta mặc quần áo đi làm việc bị dơ, về cởi ra bỏ vào máy giặt. Nào, tôi không nói việc dùng tay nhé, bây giờ hiện đại rồi. Bỏ máy giặt, bỏ nước vào, bỏ cho xà bông vào. Máy đó sẽ hành động theo cái lịch trình chúng ta để. Cái áo được làm sạch bởi vì nó được đưa vào nước, trong nước đó được hòa tan bởi chất sút. Chất sút này sẽ khiến cho tất cả mọi thứ được hòa tan trong nước. Vải thì không hòa tan, nhưng nếu ngâm lâu quá nó sẽ mục. Mục rồi sẽ hòa tan ở trong nước. Chất sút sẽ khiến cho tất cả một chất hữu cơ đó tan ra ở trong nó, hòa tan vào trong nó. Và khi máy vắt sạch rồi, những chất thuộc về dung dịch nước đó vắt ra khỏi cái áo đó, rồi qua hai lần tiếp nó xả nước sạch vào rồi thì cái áo được sạch. Cũng có thể như vậy, khi chúng ta tiếp nhận lời Chúa và làm theo, vì lời Chúa là luật pháp chỉ cho chúng ta biết công việc nào là tội lỗi, đồng thời cũng chỉ luôn là nếu là phạm tội này thì bị sự xử phạt, sự đục xả như thế này. Và bây giờ khả năng phân biệt thiện ác ở trong ta được phân tích rồi. Ồ, không được đâu. Nếu tôi làm theo cách như ngày xưa, tôi sẽ phạm tội này và bị rủ xả như thế này. Như vậy là tôi sẽ bị bệnh, rồi tôi sẽ bị mất tiền, rồi sẽ bị tai nạn, rồi sẽ chết. Thôi. Tôi sẽ chọn tốt nhất là từ chối, không làm cái việc ác nữa, đứng lại. Như vậy, khi chúng ta liên tục ở trong đường lối của Chúa cứ như vậy hoài, một năm sau, hai năm sau, ba năm sau, tự nhiên mình ghét công việc đó, không cần phải lời Chúa nhắc nữa. Mà mình thấy rằng đấy là cái đó điều ác không làm, không cần phải đọc Kinh Thánh nữa. Bởi vì cái điều đó ở trong mình rồi, chúng ta được gây dựng thành một bổn tánh mới theo ý của Đức Chúa Trời. Chúng ta trở nên một người mới, được trong sạch nhờ lời Chúa chỉ cho.
Lời Chúa chỉ cho chúng ta biết con đường của sự sống, cũng biết con đường nào là con đường của sự chết nữa. Chúng ta sẽ chọn con đường của sự sống. Đó là ý muốn Đức Trời. Ngài ban luật pháp cho dân Israel và Chúa phán: ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho ngươi rằng ta ban cho ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, thương mến Đức Giê-hô-va và tôn trọng Ngài, vì Ngài là sự sống của các ngươi. Ngài muốn chúng ta chọn điều đó. Vậy nếu ta chọn làm theo lời của Chúa, chúng ta được sống nhờ lời của Chúa ban một cái quyền năng. Cái quyền năng đó không phải cho cơ bắp, mà còn đó là tiếng nói, sự sáng nói ra từ trong tâm lòng chúng ta, chống lại cái tâm trí chúng ta. Khi chúng ta đi qua chỗ này chỗ kia, nhìn trước thì sau, định, mới định thôi, thì Chúa biết rồi chơi, đừng con. Đó là sự tội lỗi đó khiến con bị rủa sả. Kinh Thánh chép, nếu có trộm bị bắt quả tang thì nó sẽ bị đền bù bớt 7 lần, nó biết cả tài sản mình mà, trả cả món nợ đó. Ôi thôi thôi đừng. Sức mạnh của luật pháp lên tiếng nói trong tâm trí chúng ta khi chúng ta tranh chấp. Đó là sức mạnh, đó là quyền năng của Đức Chúa Trời hành động trong lời của Chúa cho chúng ta. Mà nếu một người tin Chúa mà không hiểu luật pháp, không có luật pháp, không có tiếng nói đó trong lòng của họ, họ vẫn cứ làm điều ác. Chúa Giê-xu phán này, con vì họ tự làm nên thánh, tức là vì lợi ích của chúng ta mà Chúa tự làm nên thánh, để làm mẫu mực cho chúng ta rằng Ngài làm được, chúng ta cũng làm được. Chúa Giê-xu có mách bảo chúng ta cách làm như thế nào để được thoát tội không, được nên thánh không? Dạ có. Cũng như chính ta đã vâng giữ cái điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài, đúng chứ nào? Ngài không giấu chúng ta bí quyết này. Ngài cho ta biết điều mà Ngài có thể thắng thế gian được, đó là Ngài vâng giữ các mạng lệnh và các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Ngài cấm nhưng mà là Ngài yêu. Ngài cấm làm điều ác để chúng ta được trong sạch, để được về với Chúa và ở trên thiên đàng với Chúa. Nguyên văn của câu này bản tiếng Việt thì chép làm: con thì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Bản kinh chép vừa chép: and for their sake I sanctify myself, that they also may be sanctified through the truth. Nghĩa là vì lợi ích của họ, cho họ, vì họ, con tự mình làm nên thánh. Tức là làm sạch khỏi mọi tội lỗi, làm cho thánh khiết, làm cho trong trắng, thánh hóa, biệt riêng ra cho chính Ngài, làm nên thánh. Để họ cũng có thể nên thánh, có sự rửa sạch, làm cho sạch khỏi mọi tội lỗi, làm cho thánh khiết, làm cho trong trắng, thánh hóa, biệt riêng họ ra cho chính Ngài, làm cho họ để nên thánh bằng, tức là trong, thông qua, bởi lẽ thật. Chúa Giê-xu đã phán với người Giu-đa tin Ngài: nếu ngươi hằng ở trong đạo ta, các ngươi quả là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Cái sự biết đây không nghĩa là ô, cái đó là lẽ thật, hay là cái đó là chữ này, chữ điều, ở chữ chúng, ở chữ dạng. Không phải là biết cái chữ đó đánh vần như thế nào cả. Chữ biết này trong tiếng Hebrew là sự giao thông, sự ăn nằm một giữa người nam với người nữ. Chữ biết, hiệp là một, lẽ thật thuộc về Đức Thánh Linh. Nếu ta không hiệp là một, Đức Thánh Linh làm sao hiểu được ý nghĩa của lời Chúa? Chữ biết đây có nghĩa là gì? Khi ta cầm một cái trái cây, chúng ta không biết nó ngọt hay chua, cho đến khi chúng ta ăn nó. Ăn nó rồi, chúng ta mới biết. Chữ biết này không chỉ biết là cái danh từ của cái trái đó là trái ổi, mà là ổi hơi chát, hơi thơm, có chất này, có chất kia. Là sao ngửi một cái, nhắm mắt ngửi thôi, không nhìn thấy hình đâu, cũng biết đó là trái ổi. Hoặc là không vừa nhìn thấy thôi, bỏ vào miệng, nhắm một cái, nhắm mắt nhắm miệng thôi, đó là trái ổi. Chữ biết đó là kinh nghiệm được, sở hữu được. Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm được lẽ thật của Đức Chúa Trời. Tại sao Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm được lẽ thật của Đức Chúa Trời? Vì đó là luật pháp của Thánh Linh sự thiêng, của sự sống, và đó là sự thiêng của đạo. Sự thiêng của đạo. Tại sao là sự thiêng của đạo? Uống sữa rồi thấy gì nhỉ? Thấy nhìn có sức. Khi mệt, ăn cơm chưa có sức ngay đâu, nhưng uống một ly sữa có sức ngay. Tại vì trong sữa nó có kem, đặc biệt có đường, mà đường là giống như than đấy, đốt lửa đấy, cho trái tim chúng ta. Trái tim ta có ba chất cần phải làm, cần phải cung cấp đầy đủ: kali, đường, đạm. Ba cái chất này là giống như là một cái than lửa cho cái đầu tàu có thể hành động được đó. Không có đường là nó mệt, mà không có kali là run rẩy. Nó cần phải có các chất cần thiết cho cái quả tim làm việc. Thế thì khi tâm linh ta tin Chúa, nó cần có sự thiêng của đạo để cho nó được tăng trưởng và lớn lên. Nó kinh nghiệm được sự thiêng của đạo. Sự thiêng của đạo cũng giống như là một thức ăn tinh thần cho chúng ta vậy đó. Khi những người vào trong phòng thi, làm bài xong rồi, nộp lên rồi, không biết mình trúng không trúng, về lo lắm, nửa tháng thì chưa thấy báo được cả, lo lắm, ai hỏi có đậu không,
Chưa biết. Buồn rưỡi rưỡi, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng mà khi người ta được công bố ra trúng tuyển sao? Mừng vô cùng. Có thể ăn 2-3 ngày không ăn gì cả, nhưng hôm đó tự nhiên là mừng như là được ăn mấy ngày đầy đủ ấy. Bởi vì tinh thần người ta được nhận cái sự vui mừng. Tâm linh chúng ta nay được cứu chuộc lại, luôn luôn lo là không biết mình đã nhận sự cứu chuộc chưa. Làm sao tôi nhận biết mình được cứu chuộc? Bằng chứng nào, dấu chỉ nào biết mình được cứu chuộc về cho Chúa rồi? Làm sao mình biết tâm linh mình được sống lại? Mình phải nắm chắc điều đó mình vui mừng chứ. Nhưng khi ta nghe lời Chúa, chúng ta thấy có sự lạ lùng hành động trong tâm linh ta, cho biết cảm ơn Chúa, Thánh Linh hành động trong ta, tôi đã được sống lại. Đó là dấu chứng lẽ thật là sự thiêng của đạo. Khi ta có sức lực, khi chúng ta nghe lời Chúa, trở về nhà bắt đầu đánh chặn vào xác thịt mình, tranh chấp không cho làm điều này, không cho làm điều kia, vì những điều đó là ác trên mặt Chúa, chúng ta biết là tâm linh mình được sống lại rồi. Ngày nay biết bao nhiêu người ngồi trong nhà hệ thống nhà thờ không biết mình là tâm linh chưa được sống lại. Họ yên chí rồi. Chúa mà là chúng ta phải sanh lại để thấy được nước trời, rồi để vào nước Đức của Trời. Đó là việc chúng ta phải làm. Chúa Giêsu đã đến là mẫu mực chúng ta theo cách của Ngài, để chúng ta cũng làm theo như Ngài, hầu cho chúng ta được yên nghỉ linh hồn của chúng ta. Chúng ta phải dâng hiến cuộc đời chúng ta cho Chúa và phải hy sinh mọi sự cho Chúa. Sự hy sinh của Chúa Giêsu ấy là Ngài không lấy danh hiệu và tước vị mình là con một của Đức Trời, nhưng lấy hình tôi tớ để vì lợi ích về sự cứu rỗi cho hết thảy những người sẽ tin đến danh của Ngài và được chuộc bởi huyết Ngài mà nhận được sự ban cho được Thánh Linh, tức là Thần lẽ thật, và họ sẽ nhờ Thần lẽ thật để được dắt dẫn vào trong các lẽ thật, để nhờ quyền phép của lẽ thật mà được nên thánh. Chúng ta muốn làm chứng về Chúa, đừng vào trong trường thần đạo, vì vào trong trường thần đạo đó thuộc hệ thống rồi, quý vị không làm chứng thật về Chúa được đâu, vì tôi đã từng vào trong đó và Chúa bảo tôi phải ra. Chúng ta phải kinh nghiệm được sự sống lại của tâm linh mình qua Đức Thánh Linh và được vào trong lẽ thật. Chúng ta làm chứng về Đức Chúa Trời, Ngài là thần chứ không phải là văn tự. Chúng ta phải kinh nghiệm được Chúa có thật, Ngài đang sống chúng ta, hành động cho chúng ta, không bởi là bởi vì người ta hát như vậy, không phải bởi lời Chúa chép như vậy, mà mình kinh nghiệm được thật như lời Chúa đã chép và mình đã kinh nghiệm được điều đó trong mình rồi. Thần linh của Chúa hành động cho chúng ta. Philip đoạn 2 câu 5 câu 1 chép, câu 5 đến câu 11 chép: Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như ngoài người. Ngài đã hiện ra như một người, từ hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thấy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thấy đều xưng Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng ta phải là sự sáng cho thế gian và chúng ta là muối của đất. Bằng cách nào? Chúng ta phải được nhận lại muối của Đức Trời cho mình, muối thật, đó là giáo ước của Đức Trời. Chúng ta phải được sanh lại. Vì nếu ta không sanh lại, chúng ta không vào được nước Đức Trời thì làm sao đem nước Đức Trời đến cho người ta được? Nhiệm vụ chúng ta là làm chứng thật về Chúa, để đặt tay cho kẻ đau được lành, và đặt tay trên họ, họ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh. Đó là việc của chúng ta. Muốn làm được điều này, chúng ta phải đến thánh. Mà sự đến thánh đó là quyền năng của Thánh Linh, thông qua việc chúng ta tin và bám chặt lấy lời Đức Trời. Hy sinh. Hy sinh cái gì? Cái điều mà xác thịt ham muốn, lìa bỏ thế gian. Đừng làm giống như thế gian. Thế gian thì cái danh chức lợi quyền, cái điều gì có lợi cho xác thịt là nó làm, và thế muốn của ma quỷ. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ biết rằng mình sẽ phải lìa bỏ thế gian này để trở về với Đức Chúa Trời. Vậy thì ham muốn cái điều thế gian làm gì? Chúng ta vẫn sẽ phải làm để sống, nhưng không phải là sống làm để sống trên trái đất này mãi mãi, mà chúng ta phải được trở về thiên đàng với Chúa. Vậy thì chúng ta bám lấy Chúa để lời Chúa biến đổi chúng ta. Cái việc quan trọng nhất bây giờ là hy sinh xác thịt mình, dâng hiến cuộc đời của mình cho Đức Chúa Trời. Bằng cách gì? Nếu tôi biết rằng cái công việc tôi định làm đó sẽ ngăn trở công việc của Đức Thánh Linh, thì tôi sẽ phải từ bỏ nó. Sự hy sinh. Trong thương mại có lúc ta phải hy sinh. Hy sinh cái món lợi dơ bẩn. Không thể gian dối được, không thể tham lam được. Đủ vừa phải cho mình. Mà đương nhiên khi ta làm việc thương mại luôn có sự cám dỗ. Cái chết thị trường bây giờ là cám dỗ khắp mọi nơi. Mà chúng ta phải nhận biết điều đó là nguy hiểm. Chúng ta làm đủ cho chính mình nhờ sự khôn ngoan của Chúa ban cho mình để giải cứu mình ra khỏi sự tham lam đó.
Và chúng ta phải luôn có sự nhận biết được công việc này, công việc kia có an toàn cho linh hồn mình không. Nếu không an toàn, mình phải từ bỏ, tức là hy sinh. Khi chúng ta có sự hy sinh về gương đức Chúa, lập tức Chúa Trời thêm sức cho chúng ta. Chúng ta nhớ chuyện Chúa Giêsu ở vườn Getsemane. Chúa Giêsu nói như thế nào? Lạy cha, nếu có thể được, xin cha cất chén này khỏi con. Nhưng không phải thế như con, nhưng thế với cha. Chúa Giêsu có một sự hy sinh, giờ vậy Ngài vẫn sợ rằng Ngài không thể lên thập giá về sự yêu thương của xác thịt. Lên Chúa cầu xin Đức Cha giúp đỡ Ngài, để Ngài không sa ngã. Ngay lập tức, Đức Chúa Trời sai thiên sứ đến để thêm sức cho Ngài. Anh em cũng phải biết rằng, tôi cũng giống như anh em. Khi tôi đối diện với khó khăn, Đức Chúa Trời biết. Ngài mặc lệnh cho tôi đi đến chỗ đó để giảng. Và tôi chấp nhận sẽ đi. Mặc dù tôi có nhu cầu cần được giúp đỡ, ngay lập tức Chúa đem nhu cầu đến cho tôi trước khi tôi đi. Tôi kinh nghiệm được rất nhiều lần, và vợ tôi cũng thấy điều đó nữa. Chúa bảo tôi đi sang bên Mỹ để giảng. Tôi cảm ơn Chúa. Và Chúa biết tôi ở bên đó lâu, nhu cầu tôi cần cái gì cả. À, Chúa biết rồi, nhưng mà tôi không xin. Tôi chỉ xin Chúa cho tôi biết là ý của Ngài tôi sẽ giảng bao nhiêu ngày, giảng những bài như thế nào, và xin Chúa đem người ta đến và ban sức của tôi để tôi giảng, không có nhu cầu nào khác cả. Và cảm ơn Chúa. Tôi tin vào công việc của Chúa rồi, đúng như điều Ngài đã báo trước. Nếu chúng ta trung tín với mình nhỏ, Ngài cho chúng ta có sóc nhiều, và cảm tạ Chúa. Ma quỷ tìm cách cướp đi những người đến nghe. Những người đến nghe giảm dần, nhưng đột ngột đến ngày cuối cùng Chúa khiến tất cả quay lại. Và ta dâng hiến cho chức vụ của tôi. Chúa quyền làm điều đó. Vì Ngài cai trị tất cả mọi sự. Khi mình biết rồi, mình cảm tạ Chúa, việc của mình là giữ cho lòng mình được nền thánh, để mình có thể công bố lời của Chúa ra. Còn nếu mình cứ lo lắng về vấn đề của xác thì mình có nhu cầu, thì chúng ta không được sức giàu. Không được sức giàu thì làm sao truyền đạt lời Chúa cho người ta được. Nên tôi cầu xin Chúa, lạy Chúa, con thuộc về Ngài. Xin giúp cho con đứng vững được trong Ngài. Và tôi biết, khi chúng ta dành nước Chúa ở trên mình, ấy là lên thánh. Chứ phải cái vấn đề ở bên ngoài nóng nảy hay không nóng nảy, đó không thành vấn đề, đó của xác thịt. Cái chính là tâm linh được lên thánh, chọn lành cho Đức Chúa Trời rồi, thì Ngài bán ơn cho chúng ta. Chúng ta phải lên thánh mới có thể ban ơn của Chúa cho người khác được. Chúng ta cần cầu nguyện cho người ta để người ta được chữa lành. Khi người ta được chữa lành, người ta thấy quyền năng của Chúa rồi, người ta sẽ tìm đạo. Tin vào quyền năng của Chúa mà. Giá trị quan trọng của sự cứu rỗi chỉ có ý nghĩa khi những người tin Chúa sẽ nhờ quyền phép của lẽ thật mà được đền thánh. Chứ không phải như người ta nghĩ rằng chỉ cần tin vào danh của Chúa Jesus Christ để được cứu rỗi qua sự cầu nguyện. Vì nếu chỉ cần tin vào danh của Đức Chúa Jesus Christ như cách người ta nghĩ qua việc cầu nguyện tiếp nhận Ngài làm Chúa của mình, rồi tiếp tục nhóm lại thờ vượng Chúa trong ngày Chúa Nhật là đủ, thì tại sao Chúa Jesus lại phải mang lệnh chúng ta phải sanh lại tâm linh mình? Đây là mạng lệnh của Chúa cho chúng ta phải sanh lại. Tiếng Anh gọi là you must born again. Đây là mạng lệnh. Giăng đoạn 3 câu 3 đến câu 8 chép: Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nicodem thưa rằng: người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Nicodem và giáo sư của dân Israel, ông giảng bằng tiếng Hebrew, ông là người Hebrew mà không hiểu ý Chúa nói, mà Chúa đã phán rồi, các ngươi phải sanh lại. Chúa nói nếu một người chẳng sanh lại, và Chúa nói nếu chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh lại, tự chúng ta không thể sanh lại được. Cũng như chúng ta chẳng tự mình làm nên thánh, nhưng nếu chúng ta muốn được nên thánh, thì Chúa sẽ khiến ta được nên thánh. Bằng cái nào? Tiếp nhận lẽ thật của Chúa. Trong bài này tôi sẽ nói chúng ta, Chúa lấy lẽ thật khiến ta lên thánh như thế nào? Như đây Chúa đã cho chúng ta mà bằng lệnh là chúng ta phải sanh lại để thấy được. Như vậy Chúa không nói về xác thịt này mà nói về tâm linh chúng ta. Thấy được nước Đức Chúa Trời. Nước Chúa Trời đến ở đâu? Tâm linh chúng ta, ở trong chúng ta. Nếu không sanh lại làm sao biết có tâm linh?
nó sinh lại, nó nhận được quyền làm con rồi, nó sẽ cất tiếng lên, nó nói. Còn bằng không thì nó nằm lâu quá rồi, nó chỉ biết là nó có nó thôi, nó chẳng biết nó là ai nữa. Nhưng bây giờ nó được nghe tiếng Chúa rồi, Chúa nói là, ngươi là con ta, ta đã sanh ngươi. Bây giờ nó nghe được tiếng Chúa rồi, năng lực của Chúa đến rồi, lời Chúa nói với nó là con Đức Chúa Trời rồi, nó đã trỗi dậy và tranh lại cái quyền làm con kế tự Đức Chúa Trời với xác thịt mình. Chúng ta phải nắm thời cơ chứ. Thời cơ đến chúng ta giống như Gia-cốp vậy, đang nấu canh đậu đỏ. Ê sao tụi bây đồng về đói quá, em mới nấu chi vậy? Canh đậu đỏ à? Cho anh ăn đi, anh nhường quyền trưởng nam cho em đi. Ôi anh già rồi, thế trưởng nam làm chi cho em luôn. Gia-cốp nắm được cái cơ hội khi xác thịt nó cần nhu cầu nó muốn. Chú mách bà cho chúng ta, khi mà xác thịt chúng ta cần phước hạnh, tâm linh trỗi dậy nè, anh muốn phước hạnh được không? Hãy để cho em cai trị đi, em sẽ cầu xin được trời ban phước cho anh. Được, thế thì em làm đi. Được nhé, được rồi, anh nói rồi, bây giờ tôi đến với Chúa tôi cầu nguyện. Như vậy là Chúa biết rõ rằng anh thỏa hiệp với em rằng em sẽ cầm quyền, còn anh dưới sự cai trị phải không? Thì anh cần phước, em cần quyền kế tự. Xác thịt đâu cần quyền kế tự đâu, nó cần phước. Vậy thì chúng ta nhân cơ hội đó cảm ơn Chúa, chúng ta nói tiếng mới rồi. Chúa công nhận chúng ta rồi, xác thịt làm con nuôi, còn chúng ta còn để của Đức Chúa Trời. Khi một người chấp nhận cầu nguyện tiếng mới thì chính sự cầu nguyện tiếng mới đó là con người bên trong cầm quyền kế tự, còn xác thịt không còn quyền kế tự nữa. Còn không, người đó vẫn cai trị. Chúng ta để ý những người trong nhà thờ đi, bao giờ xác thịt cũng cai trị không à? Nói tiếng mới là sanh lại. Vì Chúa Giê-xu ban hay tin ta có dấu lạ này, thế chúng ta chỉ quý dùng tiếng mới mà nói. Sau này Ê-sao phát hiện là mình mất quyền con trưởng rồi, nổi loạn, tìm cách chống lại. Cho nên ngày nay những người không theo xác thịt tiếp tục chống đối những người theo Thánh Linh là bởi vì như vậy. Thì chúng ta cảm tạ Chúa, chúng ta được quyền kế tự lời Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúa Giê-xu đang phán và lời của Ngài là mạng lệnh cho những người tin Chúa phải vâng theo, vì sự người ta phải tái sinh tâm linh mình. Nghĩa là tâm linh của người tin Chúa phải được sống lại. Và bây giờ chúng ta nói rằng cảm ơn Chúa, xin Chúa khiến con sống lại. Con muốn sống lại thì con phải tiếp nhận lời ta. Nếu con tiếp nhận lời ta thì chính quyền phép thuật lời ta sẽ biến đổi con, khiến con được kế tự. Bằng cách nào? Bằng cách nào anh em chỉ cho tôi biết với. Nhớ chuyện Mary không? Thì si Gabriel nói với Mary nè, hỡi người được ơn, mừng cho ngươi. Gabriel truyền bảo mạng lệnh của Đức Trời, ý muốn của Chúa đối với Mary. Mary nói tôi chỉ hết biết người nam nào, làm sao có điều đó có thể xảy ra được cả. Thì thiên sứ nói là Thánh Linh của Đức Trời sẽ đến trên ngươi và con sinh ra và được gọi là con Đức Chúa Trời. Thánh Linh của Chúa đến cho Mary. Và bây giờ Mary nói, tôi đây là tôi Chúa, xin điều đó xảy ra cho tôi như lời kể truyền. Khi ta tiếp nhận lời Đức Trời và biết rằng xin ý muốn của Chúa được nên trên con, thì ngay lập tức lời đó ở trong lòng ta bắt đầu sanh trái ra cho chúng ta, biến đổi chúng ta. Biến đổi chúng ta. Và bây giờ khiến cho tâm linh ta được sanh lại. Vì lời Chúa khiến tâm linh ta được sanh lại, chứ không phải là xác thịt được sanh lại. Khiến tâm linh ta được sanh lại, chúng ta chẳng biết thế nào cả, nhưng mà lời Chúa ở trong tâm linh ta hành động và chúng ta biết rõ điều đó. Khi mà giống được gieo xuống, tôi nói hạt cải nó nhỏ quá, nhưng mà trong hạt đậu đi, nhưng hạt đậu phộng nó to, gieo đất rồi, mấy ngày sau cho thân đất nứt ra và nó bung ra để cây mọc lên. Thân thể xác thịt chúng ta sẽ cảm nhận được khi tâm linh ta được tái sanh, tự dưng nó muốn nghĩ cái này, nó muốn nghĩ cái kia, giống như có tiếng nói đòi thúc đẩy chúng ta hành động, nói, cầu nguyện, học, nhìn, xem, nghe. Có tiếng nói từ trong ta, đó là sự đòi hỏi của tâm linh, nó đòi khát, nó muốn nghe, giống như con trẻ nó khóc sữa vậy đó. Chúng ta bắt đầu tìm kiếm sự thuộc về lẽ thật của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu phán bằng lời này thì Đức Chúa Trời cũng đã phán với dân Israel trước đó rồi. Vì Chúa nói, vì ta là Giê-hô-va Đức Trời của các ngươi, ta là thánh, nếu ngươi phải đến thánh thì sẽ được thánh. Có nghĩa là khi dân Israel nghe tiếng Chúa và muốn mình được đến thánh như lời người phán đó, thì Chúa sẽ khiến họ đến thánh. Ngài sẽ khiến họ tiêu hóa được lời của Chúa và được đến thánh. Chính Chúa sẽ khiến cho người ta yêu thích lời của Ngài. Chúng ta biết rõ rằng khi người ta nuôi con trẻ, không phải cứ chỗ ăn bình thường ấy, mày ăn thì ăn, không ăn thì kệ mày. Nghĩa là sống ngất nghèo thì nó khỏe đâu. Không đâu, chúng ta biết ra rằng thức ăn chúng ta phải có đủ dinh dưỡng cho nó. Trừ khi người ta quá nghèo, sống lay lắt. Chứ còn nếu người ta có đủ hiểu biết và có điều kiện thì chúng ta phải cung cấp cho con cái người ta ăn đủ dinh dưỡng,
tối thiểu trong ngày đó để nó sống. Nếu tốt nữa, dư dật thêm, nó sẽ tăng trưởng lớn lên, khỏe mạnh cho chúng nó. Nó khỏe mạnh thì nó có khả năng chống lại thời tiết khắc nghiệt hoặc là chống lại các thứ bệnh tật bên ngoài. Thì tâm linh của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta nói lạy Chúa, xin Chúa khiến con yêu mến lời của Ngài. Và Chúa chúng ta nghe lời của Chúa. Mà chúng ta phải hợp tác với lời của Chúa là khi chúng ta cầu xin Chúa khiến mình yêu mến lời của Chúa. Ngài chúng ta nghe lời của Chúa mà chúng ta nói lạy Chúa, xin lỗi Ngài, hôm nay con bận, con không đến nghe được. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể thấy sự ngon ngọt của lời Chúa mà yêu mến lời của Chúa được? Khi nào chúng ta yêu, thấy nó đẹp, nó hay, mình thích, chúng ta yêu muốn ăn nó vì nó ngon, nó thơm. Chúng ta yêu người đó vì người đó đẹp, người đó giỏi, người đó hay. Tức là sự yêu thích ở trong tâm trí chúng ta, nó cần có điều kiện để đáp ứng. Chúng ta muốn yêu lời của Đức Chúa Trời mà không được nghe lời của Chúa, làm sao yêu được? Không thể yêu được một người mình chưa thấy bao giờ. Khi một người bình thường nhìn vào lời của Chúa, chẳng có gì chúng ta yêu thích được. Thì chị sẽ nói như vậy. Nhưng mà nhờ thần linh của Chúa, khi chúng ta thấy được cái sự tốt lành ở trong lời của Chúa, và chúng ta bắt đầu yêu. Yêu bắt đầu thích, ham, rồi nghiện lời của Đức Chúa Trời. Sẽ không có một người tin Chúa nào có thể tự khiến tâm linh mình được sống lại. Nhưng nếu như người tin Chúa đó vâng phục vào lệnh của Đức Trời và hiến dâng cuộc đời mình cho ý muốn của Đức Trời được nên, nghĩa là người ấy phải từ bỏ cái tôi của mình, tức là cái ý muốn của xác thịt mình đi, để bước theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì người ấy sẽ được thấy nước Đức Trời. Và chữ nước đây trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là nền tảng của quyền phép, sự cai trị hoàng gia của vua. Mà nền tảng của quyền phép chính là lẽ thật của Đức Chúa Trời, và lẽ thật đó là Đức Thánh Linh. Khi tôi trở lại cùng Chúa, tôi ham thích được quyền năng của Thánh Linh lắm, mà tôi chẳng được ai giảng cho tôi cả. Bữa đó một vị mục sư chủ tọa của thánh đó rất là trẻ, có 32 tuổi. Ông trẻ tôi gần 10 tuổi. Đúng 10 tuổi như vậy đó. Thì ông nghe hội thánh trên vườn nho thành phố Toronto nó có ở sân bay đó có Thánh Linh, có cung quyền phép. Và ông chở thêm 3 người chúng tôi lên chiếc xe nhỏ của ông ta lên trên sân bay đó được nghe. Tôi thấy chương trình thờ phượng họ khác chương trình thờ phượng của nhà thờ. Tôi thấy lên là lạ. Có người ngồi đi khóc rưng rức, có người thì cười, có người thì chạy. Và sự thờ phượng đấy, ai thờ phượng cứ thờ phượng. Và tôi thấy người ta đến giờ cầu nguyện, rất nhiều người té, mà tôi đứng đó chờ người ta cầu nguyện. Người ta cầu nguyện trên tôi không té. Tôi bảo Chúa tại sao con không té. Tôi cứ thắc mắc thôi, tôi nhìn chung quanh, tôi thấy người nó chạy vù chạy đi chạy lại, cười sặc, có người thì cười. Rồi rất nhất người cười, nhiều người cười quá đi, mà cười lạ lắm cơ. Tôi bảo con cũng muốn cười như vậy, mà Chúa ơi, Chúa chặn lên con đi. Ai cũng té xung quanh mình, còn mình đứng không té. Tôi cứ ngác mình, tôi rất muốn té, mà tôi té như thế nào bây giờ? Tự nhiên tôi thế này, ủa sao vậy? Sao vậy? Dường như tôi không có xương. Tôi cố gắng đứng, tôi buồn buồn. Có tiếng nói phía sau, anh ơi, Thánh Linh đang thăm tiếng Anh đấy. Tiếng người ta nói tiếng Anh với tôi. Có người phía sau anh đừng có lo. Tôi rủ nữa. Tự nhiên từ người thế như là tôi bị nâng lên á, thời kệ tôi muốn làm gì làm, tôi té ra, có người đỡ tôi xuống dưới tôi nằm đó. Một lúc sau tôi muốn đứng dậy không được, chân tôi mềm nhũn được không đứng được dậy. Tôi nói Chúa ơi, xin Chúa cho con cứng cái chân của con để con về. Con lái xe từ đây hơn 100 cây số về Hamilton đêm mất rồi Chúa. Và tôi co chân lại được, tôi đứng dậy tôi mừng quá. Như vậy là có thật, Thánh Linh có thật, Ngài có vào trong người mình. Bắt đầu tôi về, tôi bàng hoàng, tôi về tôi thấy là lạ, tôi thích quá đi. Nhưng mà tôi chưa biết gì về tiếng mới cả. Và cái tuần đó, chúng tôi chất vấn với mục sư chủ tọa là tại sao không cho chúng tôi nghe về Đức Thánh Linh. Thì mục sư chủ tọa nói tôi vừa mới ra trường, mới được nhận chức ở đây, tôi làm sao giải thích được vì ở trên không giảng. Thế là cuối cùng vì chúng tôi bàn tán nhiều về vấn đề này quá, liền có một người ở trong hội thánh đó, chấp sự đó, mách hội trưởng. Ông hội trưởng từ bên Mỹ bay sang, ông đến hội thánh chúng tôi và ông cảnh cáo chúng tôi. Tại sao cậu phải đòi như vậy? Thế tôi nói là gì? Tại vì Kinh Thánh có chép về Đức Thánh Linh, mà tại sao chúng tôi không thấy giảng về Đức Thánh Linh, mà không thấy về quyền pháp của Đức Thánh Linh nữa? Vì hội trưởng hỏi tôi là cậu là ai? Tôi bảo ông này hỏi mình lạ thật, tôi là tín đồ. Thế tôi nói là tôi không cần biết ông biết tôi là ai cả. Tôi chỉ biết rằng nếu như Thánh Linh của Chúa đến trên tôi, cho tôi nói tiếng lạ, cho tôi quyền phép, tôi sẽ làm theo. Và cảm ơn Chúa, Chúa đãi cho cái miệng của tôi. Đúng tuần đó, trong một tuần đó, tôi được ban cho Đức Thánh Linh. Vì tôi khao khát, tôi tìm. Trong đó hội thánh không ai có. Một ngày đó tôi cầu nguyện với Chúa, tôi đang cầu với cầu nguyện rất là bình thường, từ từ. Tự nhiên cái tiếng tôi đi chỗ nọ chỗ kia rồi, tiếng nào đó, tôi bịt miệng lại, sao kỳ vậy? Tôi vào cầu nguyện, kính lạy Chúa, tôi từ từ, rồi là sang cái tiếng kia. Tôi lái không được, tôi bịt lại,
Tôi sẽ chạy đến cái người ở Việt Nam vừa mới qua, tôi hỏi anh ta. Anh ta bảo, anh Thành ơi, anh được Chúa ban cho Thánh Linh rồi, có tiếng mới đó, nói liên tục đi. Thế là tôi nói lia lịa, tôi về nhà tôi nói luôn. Về tôi nói thì tôi khoe với người vợ cũ của tôi. Thế là hứ, hấm. Bắt đầu cả nhà nhìn tôi như người lạ, như người trên hỏa cung rơi xuống vậy đó. Mà kệ, tôi cứ cầu nguyện thôi, mà sung sướng lắm. Nhưng mà tôi phát hiện ra là quyền năng của Chúa bắt đầu lưu xuất. Và tôi đặt tay cầu nguyện cho người ta, ma quỷ ra khỏi người ta được chữa lành. Tôi phát hiện ra là như vậy quyền năng không phải đến trên xác thịt, mà là Thánh Linh của Chúa hành động. Và bắt đầu Chúa mở trí tôi đọc Kinh Thánh khác. Trí tôi được mở ra và tôi cảm thấy rằng tôi không thể ngồi ở đây để ngọc nữa rồi. Tôi phải đến nơi nào đó có thể tôi được nghe. Và cảm ơn Chúa, ngay lập tức người ta bắt bớ tôi, cho tôi là tôi là tiên tri giả. Rồi người ta nói là gì? Anh vừa mới quay lại với Chúa. Còn chúng tôi ở trong đạo của Chúa trung tín bao nhiêu năm nay rồi mà không có quyền năng đó. Anh bị ma quỷ nhập thì có. Tôi bảo không phải. Ma quỷ làm sao chữa lành cho người ta? Người ta nói là ma quỷ cũng là phép lạ. Mà không, nó là phép lạ để tôn cao nó thôi, chứ không chữa lành người ta. Thế là họ bảo tôi là tin chi giả, rồi người ta ra báo chống đối tôi. Và Chúa cho tôi trên bao, Chúa bảo tôi phải ra khỏi đây đó. Và cảm ơn Chúa, Thế là Thánh Vườn Nho cũng tại thành phố đó, người Canada. Và cảm ơn Chúa, đến đó thờ phượng sướng quá. Thánh Linh của Chúa ở đó. Bây giờ mình biết đâu là hội thánh có Thánh Linh. Mình bắt đầu tìm, được nghe. Bây giờ mới hiểu rằng mình thấy công việc của nước Đức Trời. Tôi thấy quyền năng của Thánh Linh. Mình thấy rõ ràng là Thánh Linh của Chúa hành động. Và một ngày kia tôi đến dự hội thánh Vườn Nho ở tại thành phố Hamilton như vậy đó. Hội thánh đã cầu nguyện hơn 400 người cầu nguyện cho tiếng mới như vậy đó. Bất chợt có một người bị kia nói tiếng mới lạ lắm, mọi người im lặng hết. Người ta vừa nói xong Chúa bảo con phân dịch. Tôi bảo là Chú ơi, làm sao con phiên dịch được tiếng này? Chú bảo con mở miệng ra đi. Tức là tôi vừa mở miệng ra, thế là tôi nói tiếng Anh liên tục. Tôi giải nghĩa được cái câu đó mà tôi chẳng biết tiếng gì cả. Tôi thông giải tiếng lạ. Một người nhìn lại tôi lạ quá. Chúa khiến cho người ta chú ý vào tôi và biết rằng tôi đến từ Chúa và bảo hội thánh đó tiếp nhận tôi và giúp đỡ tôi. Tôi mới hiểu rằng đó là công việc của Thánh Linh, không phải của trí khôn. Phải sanh lại. Nếu chúng ta muốn được sanh lại thì Chúa sẽ khiến chúng ta được sanh lại. Cũng như Chúa nói là các người phải đến thánh thì sẽ được thánh. Chính Chúa sẽ khiến chúng ta được đến thánh bằng quyền năng của chính Ngài. Nếu chúng ta muốn được tăng trưởng lớn lên thì phải ăn. Phải không nào? Nếu chúng ta muốn làm được điều kia, chúng ta phải làm điều gì đó để hành động chứ, phải không nào? Lẽ thật của Đức Chúa Trời chính là sự sống của Đức Chúa Trời đấng ban sự sống cho muôn vật. Chúa Jesus đã đến thế gian này để làm chứng cho lẽ thật. Nghĩa là làm chứng về sự sống đời đời của Đức Chúa Trời mà là người đã từng được Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng Adam đã đánh mất sự sống này bởi tội lỗi của ông ta. Và thế gian ra từ Adam không nhận biết điều mình không có. Họ chỉ nghĩ rằng người ta sống rồi sẽ chết. Nên không tin mình có linh hồn. Gần đây rồi người ta mới nghĩ rằng có thần linh. Mình nghĩ rằng có linh hồn. Chứ trước đó họ không nghĩ là có thần. Vậy thì bất cứ người nào ở trong thế gian này mà biết được lẽ thật, mà trở lại cùng Đức Chúa Trời để được hiểu biết lẽ thật và trong lẽ thật, thì Đức Chúa Trời sẽ khiến cho người đó biết các lời của Ngài và lời của Chúa có lẽ thật, là lẽ thật. Chương ngôn ở 1:23 chép: Nhân vì ta trách các ngươi khá trở lại, kìa ta sẽ đổ thần linh ta trên các ngươi, ta sẽ làm cho ngươi biết những lời của ta. Cảm ơn Chúa. Nếu không phải Thánh Linh của Chúa ngự trên chúng ta không thể nào biết được lẽ thật. Tức là không thể kinh nghiệm được, có nghe giảng điều đó là thật mà không biết đó là thật. Giống như cái vị đại quý mà nói về cổ ngữ kia đó, ông thấy bài tôi soạn ra tôi giảng rồi, ông bảo đây nó phải là lẽ thật đâu. Tôi bảo định nghĩa tôi thế nào là lẽ thật. Anh hãy lấy cho tôi một cái bài nào đó của một mục sư nào giảng ra mà nói đó là thật thì chỉ cho tôi đi. Không có bằng chứng. Một người không ăn cái trái cam thì làm sao cứ nói cái trái cam nó ngọt được. Đừng tưởng cái trái cam vàng là sẽ ngọt. Có trái cam vàng vẫn chua thì sao? Mình phải trực tiếp ăn nó mới biết được chứ. Thánh Linh của Chúa sẽ đưa chúng ta vào cho nó thật đó. Bằng cái nào? Khi chúng ta nghe là chính Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng đó là lẽ thật. Chúng ta amen được. Nó ngọt thì chúng ta biết đó là ngọt. Nó đến từ Chúa, chúng ta biết đó là đến từ Chúa. Tại vì sao? Bởi vì tâm linh chúng ta đến từ Đức Chúa Trời. Nó biết tiếng Đức Chúa Trời. Chính Thánh Linh khiến tâm linh ta amen được đó là lẽ thật. Chúng ta amen được, đi theo Ngài được. Chúa khiến chúng ta biết điều đó. Chứ biết ở trong mạng lời này không có nghĩa giúp người ta biết chữ đó là gì. Như là nhận được, kinh nghiệm được, sở hữu được quyền năng của lời mà người ấy đã được nghe, được giảng, được giải nghĩa, được biết. Như một người nhận được những chất dinh dưỡng trong một thực phẩm quý giá sau khi người đó đã ăn và nuốt thực phẩm đó vào trong cơ thể mình vậy.
Thế ra ngày nay đồ giả rất là nhiều. Nhưng mà ta có thể thử giải biết ngay. Thử nó là biết. Nếu một người đã dùng lẽ thật rồi thì nghe người ta nói biết có lẽ thật hay không. Nếu một người đã ăn cái viên thuốc đó rồi, nhai đó rồi, mà nhai một viên thức tương tự như vậy, sẽ biết nó là thật hay giả. Khi tâm linh chúng ta được sống lại rồi, Thánh Linh của Chúa ở trong ta sẽ giúp ta biết đâu là giả, đâu là thật. Không phải trí khôn mà chính Thánh Linh của Chúa làm chứng cho chúng ta. Chúa Giêsu phán: bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng nếu ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết là thật và là thật sẽ buông tha các ngươi. Giai đoạn 8 câu 31 đến 32. Điều đó có nghĩa là chỉ khi nào chúng ta tin cậy Chúa, trung tín trong đường lối của Chúa, Thánh Linh sẽ giúp ta biết là thật của Chúa. Cũng như là bây giờ một người nào đó nói là ăn cơm nguội ấy, thấy có đường ở trong đó. Người kia bảo ăn cơm nguội nhạt thách, làm gì có đường được. Thế bà thế hả? Ấy là bởi vì anh nhai nhậu nhọt rồi anh nuốt thì làm sao thấy đường được. Anh nhai thật kỹ đi, nhai đi nhai lại thật kỹ rồi mới nuốt thì thấy có đường. Nếu chúng ta đọc lời Chúa mà tin trong đó có là thật, chúng ta đọc đi đọc lại, suy gẫm, cầu hỏi Chúa: Chúa ơi, cho con biết ý nghĩa của lời Chúa. Bây giờ Ngài sẽ dẫn chúng ta vào trong đường lối của Chúa, chúng ta sẽ biết là thật. Khi Chúa bày tỏ cho tôi lẽ thật của Chúa, không phải nhìn vào là biết ngay. Khi đọc một câu đó, Chúa đưa tôi 2-3 câu khác nữa có ý tương tự. Khi tôi nhìn vào 3-4 câu đó, ngay lập tức Chúa giải nghĩa cho tôi, 3 câu này trở thành một cái nền tảng chắc chắn cho tôi hiểu câu này. Bây giờ tôi biết là đây là một cái nền. Vì một viên đá lớn chúng ta đứng một chiều không được, chúng ta phải đi vòng quanh. Chúa đi chúng ta vòng quanh mới thấy được các chiều của nó, mới biết là ý nghĩa của nó là như thế này. Nên lời Chúa nói, vì với họ phải là giềng mối thêm giềng mối, giềng mối thêm giềng mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Chúng ta nhìn cách trọn vẹn chính Chúa khiến ta thấy được điều đó. Hành lang nền tảng không thể chỉ có một cái bức màn và một cái cột, phải 60 bức màn và 60 cột đó cùng cái dây néo chằng vào, chúng ta mới thấy được nó là hành lang của nền tảng. Lời Chúa cũng vậy, chúng ta nhìn vào một câu không thể thấy được, nhưng mà nếu chúng ta để Chúa dắt chúng ta sẽ được thấy những lời Chúa giấu trong luật pháp của Chúa, thấy được cái nền tảng chắc chắn của cái câu này, biết là đó là lẽ thật. Các vị nghiên cứu cổ ngữ hay là tân ngữ chỉ là cách dịch, văn tự vẫn là văn tự. Họ dịch từ cổ ngữ sang tiếng mới, từ tiếng cổ ngữ, từ Hebrew sang tiếng Việt là văn tự, là văn học. Nhưng mà Thánh Linh giúp ta biết cái câu đó, chấp cái câu này, chấp từ này, nó ra chữ này. Bởi đó Chúa giấu những sự điều này ra khỏi người cậy là khôn ngoan của thế gian, mà cho chúng ta gọi là con trẻ trong nước Chúa được thấy cái sự này. Đó ý của Chúa bàn cho chúng ta. Khi thắt thịt chúng ta ăn uống cái chất dinh dưỡng như là đồ ăn, đồ uống, thì mỗi miệng của người đó chỉ biết mùi vị của cái đồ vị chúng ta vừa ăn vừa uống mà thôi. Nó chẳng biết rằng dinh dưỡng thế nào cả. Nhưng mà thân thể của nó sau đó sẽ nhận được quyền năng của dinh dưỡng đó. Và nó biết, nó sẽ báo lại cho bộ não sẽ định vị cho môi miệng của nó. Rồi khi nó ăn, nó sẽ biết là cái chất này có chất hay không có chất. Tôi nói, khi người ta ăn một viên vitamin C, vitamin C nguyên chất chế tạo từ cam, chúng ta ăn viên vitamin C nó vào miệng mình, thấy nó chua, vị của vitamin C thật. Rồi một ngày kia, ta cầm một viên cũng là vitamin C người ta chế tạo, chúng ta bỏ miệng, có vị chua, nhưng không giống vị chua chúng ta đã từng ăn. Tôi biết ngay, nó nhái rồi, không đúng nữa. Môi miệng chúng ta sau khi đã ăn, nó biết chua, nhưng sau đó cơ thể nhận được cái tác dụng vitamin C đó trên cơ thể mình trong sự điều trị. Và là kết quả đó được đưa lên bộ não, công nhận rằng đó là vitamin C có tác dụng. Và bây giờ bộ não nó nhớ trên miệng này, nó nhớ một cái vị khác vào, ngay lập tức nó báo là không phải vitamin C thật. Vậy thì khi chúng ta được lẽ thật của Chúa ban cho mình, tâm linh ta được trưởng thành, Thánh Linh làm chứng cho ta đó là lẽ thật. Và bây giờ chúng ta nghe người khác nói, chúng ta biết có lẽ thật hay không có lẽ thật. Bởi vì lời Chúa có quyền năng phục hồi khả năng nhận biết ở trong tâm linh chúng ta. Anh em đừng lo chúng ta biết giả hay không giả. Khi nó được Chúa ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta rồi, chính Thánh Linh ở trong ta làm chứng cho chúng ta biết đồ ăn đó là thật hay giả. Chúng ta có thể amen được và nhận biết được. Có những người không biết ấy, chưa được ban cho Thánh Linh, họ sẽ cãi với chúng ta vì họ chưa nếm, chưa ăn bao giờ cả. Họ không biết được. Cho nên là mạng lệnh của Chúa ban cho chúng ta. Chúa sẽ được cầu xin Đức Cha dùng lẽ thật khiến cho những người tin Ngài được nên thánh.
Giăng 17 câu 17 chép này: Xin Cha lễ thật khi nọ nền thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Lẽ thật không phải là một công cụ như người ta sử dụng để đánh bóng vàng, bạc hay là chế tạo các vật trang sức. Nhưng mà trong lời cầu xin của Chúa Giêsu đối với Đức Chúa Cha, thì Chúa Giêsu đã cầu xin cho Cha thông qua lẽ thật, nghĩa là qua luật pháp của thánh linh sự sống mà khiến những người tin Chúa được nên thánh. Chúng ta là người lớn, chúng ta biết giá trị quan trọng của thực phẩm. Nhưng mà đứa trẻ kia tự nhiên nó biếng ăn. Những đứa trẻ khi ta nuôi dưỡng có thể kỳ nó biếng ăn. Tôi kinh nghiệm được, con trai tôi có thể kỳ nó biếng ăn. Mà chúng tôi nấu cho con trai chúng tôi theo đúng lịch trình, đúng kế hoạch, cân đong đo đếm rất chính xác. Nhưng mà thời kỳ nó biếng ăn, tôi phải làm gì bây giờ? Không thể vì cớ nó biếng ăn để cho nó biếng ăn luôn đâu. Không, chúng tôi phải tìm đủ mọi cách kể chuyện cho nó, kể chuyện gây cấn cho nó, rồi đưa cho nó đi xem chỗ nọ chỗ kia. Thậm chí chúng tôi từ 62 trấn lạo chở con chúng tôi đến Diamond Plaza, đem trên đó bắt cơm hay kệ thế gian, đem con trai tôi đến đó ở chỗ ném bowling. Nó xem người ta ném bowling, rồi nó xem ném bowling rồi nó vỗ tay hay quá rồi nó hà ăn. Lại xem tiếp. Nó biếng ăn nhưng nó ham chơi. Bây giờ để được xem bowling thì nó phải ăn. Nhưng bằng mọi giá để thực phẩm đó vào trong cơ thể nó để nuôi dưỡng nó. Nếu chúng ta muốn được nên thánh, chính Chúa sẽ khiến cho chúng ta mở lỗ tai mình ra và nghiện lời của Đức Chúa Trời. Bằng cái nào? Khiến ta hiểu được lời của Chúa. Ngài sẽ ghi điều đó trong lòng chúng ta, vì Chúa nói chính Ngài khiến chúng ta biết các lời của Ngài. Ngài biết làm thế nào để chúng ta nhận được cái vị ngon của lời Đức Chúa Trời. Nghe đừng lo, đó là cái việc của Thánh Linh. Ngài sẽ làm được đó. Nhưng vì chúng ta là lạy Chúa, xin khiến con nên thánh, và Chúa sẽ thôi thúc chúng ta, Ngài sẽ cáo trách chúng ta, khiến ta đến với lời của Chúa để được nên thánh. Ngài khiến ta ăn được lời Chúa, và chính Chúa sẽ khiến cho tôi tớ của Chúa nhận biết được lẽ thật của Chúa để giảng ra cho chúng ta. Chúa Giêsu phán rằng con vì họ tự làm nên thánh. Tôi cảm tạ Chúa là Chúa bắt phục tôi và khiến tôi biết lẽ thật của Chúa. Tôi biết giá trị quan trọng của lẽ thật, nên cũng vì dân sự của Chúa nên tôi tạ ơn Đức Chúa Trời. Ngài cho tôi biết lẽ thật nhiều vì anh em. Tôi biết Ngài yêu anh em. Ngài yêu không phải chính em đây và nhiều người khác nữa. Lên tạ ơn Chúa. Người ta nói giàu nhà kho, no nhà bếp. Cái nhà kho là kho của ông chủ. Cái người thủ kho đó là nhiệm vụ là xuất kho cho người ta. Vì mình xuất kho cho người ta, mình giữ kho. Lên mình có nhiều đồ trong kho. Tôi là người thủ kho. Như vậy tôi không phải to anh em được. Nhưng mà bởi vì tôi là người thủ kho nên tôi được nếm trước. Và nhiệm vụ của tôi là phải nhận lấy hàng từ đây Chúa để giữ trong kho và truyền cho anh em. Thì tôi luôn được biết điều này. Đó là đặc ơn Chúa ban cho. Như vậy tôi và anh em đều là những ơn của Chúa cả. Vậy thì chính Chúa biết nhu cầu anh em có cần, nên Ngài ban lễ thật của Ngài cho tôi để tôi soạn cho anh em, để anh em được nghe. Phần lớn người tin Chúa chỉ tin theo như lời Chúa đã chép rằng lời Cha là lẽ thật. Ở đây là lời của Cha này, đây là thật. Nhưng mà đây là luật pháp văn tự. Luật pháp văn tự là con đường. Khi ta đi trên con đường này, tức là hằng ở trong đạo Chúa, chúng ta sẽ biết là thật. Chính Chúa sẽ làm cho chúng ta. Nếu ta xin Chúa cho con biết là thật thì sẽ biết là thật. Và cũng có thể như vậy, chúng ta xin Chúa cho chúng ta được nên thánh, Ngài sẽ cho chúng ta được nên thánh để giúp chúng ta. Nghĩa thật của sự suy gẫm luật pháp văn tự của Đức Trời ngày và đêm, cũng như sự nhai lại của con bò. Chúng ta biết con bò nó đi làm ấy, là nó cứ nhai thôi, nó gặm cỏ, nó đi vừa gặm thôi, cứ việc đó là nhai vào. Tại sao vậy? Nếu nó nhai kỹ nó không bao giờ đủ no, bởi vì nó to. Như con voi đấy, nó cứ đi nó quật vào vì nó to quá mà ngày nó ăn cả tấn lương thực, làm sao nó ăn một lúc cho đủ được. Nó cứ đi suốt ngày nó la liếm, nó ăn rồi đến đêm ra giấy làm việc. Chúa biết chúng ta bận rộn, cả một tuần lễ chúng ta bận rộn 6 ngày rồi, và bây giờ chúng ta đến nghe lời Chúa suốt mấy tiếng đồng hồ liên tục. Chúng ta nghe đi. Như vậy thì chúng ta làm sao tiêu hóa được? Về nhà phải suy gẫm. Vì một biểu tượng của Chúa Giêsu là chiên con, một biểu tượng là bỏ được. Vì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải suy gẫm lời Chúa để tiêu hóa được những gì mà chúng ta được nghe trong ngày thánh nhật của Chúa. Càng suy gẫm chúng ta càng thấy Chúa bày tỏ ta sự mới ở trong đời chúng ta đã được nghe. Chúng ta phải suy gẫm để nhận được dinh dưỡng có ở trong lẽ thật đó. Như con bò, nó nhai được cỏ khô, rơm khô đó, rồi nó nhận được những dinh dưỡng ở trong đó ra cho chúng ta, cho thân thể của nó. Khi người tin Chúa suy gẫm lời của Đức Chúa Trời, tức là luật pháp văn tự đó, thì Đức Thánh Linh sẽ mở trí cho người ấy nhận biết được ý muốn của Đức Trời. Và khi người đó đã nhận biết ý muốn của Đức Trời và người ấy chọn sự làm theo lời của Đức Trời để cho ý muốn của Chúa được nên trên người ấy, thì điều đầu tiên và trước hết
mà người ấy sẽ nhận được không phải là biết lẽ thật, mà là thân thể xác thịt của người đó được buông tha khỏi quyền lực của sự tội và sự chết, là quyền lực hành động trong xác thịt của người đó. Đây là điều rất quan trọng. Không phải là vì chúng ta trung tín làm theo lời của Chúa là sẽ biết là thật đâu. Chúa Giêsu đã phán: nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, các ngươi quả là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết là thật. Đây là một điều kiện làm theo biết được là thật. Trước hết chúng ta trung tín đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời, sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời, có nghĩa là chúng ta từ bỏ mọi công việc của xác thịt để chúng ta được sạch bởi tội lỗi của mình. Khi xác thịt này được sạch khỏi tội lỗi rồi thì Thánh Linh của Chúa mới ngự trên chúng ta được. Và bây giờ là lúc mà tâm linh ta được tự do, được giải phóng khỏi quyền lực của ma quỷ hành động trong xác thịt chúng ta. Thấy chưa nào? Chúng ta phải trả một giá để biết được lẽ thật. Chúng ta phải trả một giá là đầu phục luật pháp của Đức Trời, xác thịt đầu phục. Rồi chúng ta được trả cái giá là được tự do, bởi vì đến kỳ đã định Satan phải ra khỏi thân thể người ta. Khi người ta từ chối tội lỗi, nó phải ra. Khi nó ra rồi, Thánh Linh ngự vào trong chúng ta, tâm linh ta được sanh lại rồi, bây giờ Ngài mới cho xác thịt, cho tâm linh ta được biết là thật. Biết là thật không bày tỏ cho xác thịt, nhưng cho tâm linh của chúng ta. Ê-sai đoạn 1 câu 11 đến 20 chép: Đức Giê-va phán: muôn vàn của lễ các ngươi nào có căn hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi dày đạp hành lang ta? Thôi đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương ngày trăng mới, ngày sa bát cùng sự rao nhóm hội. Ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các người là nặng nề cho ta. Ta lấy làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên khi các ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi ngươi cầu nguyện rườm ra, ta chẳng thèm nghe. Tay ngươi đầy những máu, hãy rửa đi, hãy làm cho sạch, hãy chính tránh những việc ác khỏi trước mắt ta, đừng làm dữ nữa. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình, hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, bênh vực lễ của người quá buộng. Đức Giê-va phán: bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chim. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Như bằng các ngươi chẳng khứng vào bàn nghịch, sẽ bị nuốt bởi gươm, vì miệng Đức Giê-va đã phán. Chúng ta muốn được hưởng phước lành tốt nhất của đất thì chúng ta phải có sự trả giá, hy sinh tất cả những gì ham muốn của xác thịt là sự ham muốn nghịch vệ với bổn tánh Đức Chúa Trời. Chúa nói mà rửa sạch tay mình đi, đừng làm thủ tục của tôn giáo. Hành lang đây nói về luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta nghĩ như thế nào mà vào cái nhà thờ mà khi người ta thờ phượng Chúa để giơ chân giơ tay giơ lên bị ông mục sư cấm? Không được rồi. Kinh Thánh chép Chúa muốn tất cả người đàn ông giơ tay lên trên trời để mà ngầu nguyện khắp mọi nơi, ngợi khen Đức Chúa Trời, dùng tất cả mọi thứ âm thanh chập choạng vang tiếng mã la kêu lên để ngợi khen Đức Chúa Trời. Mà trong một thời cấm tất cả mọi kèn trống đó, chỉ có một cái piano không. Vậy thì thờ phượng Chúa thế nào? Thờ phượng Chúa bằng tâm thần và bằng lẽ thật, bằng tất cả mọi sự thuộc về âm nhạc để tạo nên âm thanh thờ phượng Chúa cho sự vui mừng chứ. Mà nhà thờ cấm như vậy thì đó phải nhà thờ Đức Chúa Trời rồi, đó là nhà thờ của ông mục sư đó, của cái hội giáo hội đó mà rồi, không phải của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta là phải từ bỏ việc chết của xác thịt đi thì sẽ được ăn sản vật tốt nhất của đất. Chẳng có gì tốt nhất bằng sự ban cho Đức Thánh Linh. Đức Chúa Giêsu đã phán rằng: cho mọi người quay con mình xin cá mà cho rắn chăng? Tức là chúng ta là xác thịt hay chết mà còn biết cho con cái mình vật tốt, huống chi Đức Cha ở trên trời của chúng ta đó là chẳng ban Đức Thánh Linh của Ngài cho chúng ta sao? Chỗ khác là ban cho kẻ cầu xin Ngài sao? Cái điều tốt nhất mà chúng ta có cần đó là giáo ước mới Chúa ban cho chúng ta, đó là sự ban cho Đức Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa đến để khiến tâm linh ta được sanh lại, và Ngài nuôi dưỡng tâm linh chúng ta qua lẽ thật của Ngài. Thân thể xác thịt của người ta được ví là cái nhà, cái thành ở tạm cho tâm linh của người ta vậy. Khi một người vì nghèo khổ túng quẫn, người ấy có thể gán nợ sản nghiệp mình cho người có tiền của, và bây giờ người ấy sẽ phải làm thuê, làm mướn, làm tôi cho kẻ mua sản nghiệp của mình, cho đến khi nào người ấy có tiền chuộc lại phần sản nghiệp mình. Đấy là văn tự. Ngày hôm nay có biết bao nhiêu người mang danh là người tin Chúa vì nghèo, tức là không có của báo tin đàng, nghèo tức là thiếu hiểu biết, mà bán sản nghiệp của mình cho ma quỷ, cho tội lỗi. Làm sao ra được? Vì chúng ta xem lời của Chúa chép gì về điều này.
Lê-vi-kít đoạn 25 từ câu 25 đến 30 chép: Nếu anh em ngươi trở nên nghèo và bán một phần sản nghiệp mình, thì người bà con gần có quyền chuộc lại, phải đến chuộc phần đất anh em người đã bán. Nếu người nào không có ai được quyền chuộc lại, nhưng tự lo cho có chi chuộc lại được, thì phải tính từ năm đã bán bồi số trội cho chủ mua, rồi người sẽ được nhận lại sản nghiệp mình. Nếu nguyên chủ không tìm đủ giá đặng trả cho, đất bán sẽ thuộc về người chủ mua cho đến năm hân hỷ, đoạn đất sẽ ra khỏi tay chủ mua về mà về nguyên chủ. Nếu người nào bán một cái nhà ở trong thành có vách bọc, thì có được phép chuộc lại cho đến giáp một năm sau khi bán. Phép chuộc lại của người chỉ trong một năm trọn vậy. Còn nếu không chuộc lại trước khi giáp hạn một năm trọn, thì nhà ở trong thành có vách bọc đó sẽ về chủ mua và dòng dõi người mãi mãi. Đến năm hân hỷ, nhà đó không ra khỏi tay họ. Chúa nói về thuộc linh cho chúng ta. Ở trong hội thánh của Chúa ngày nay, cứ biết bao nhiêu người thiếu ở biết, nghèo mà, thiếu ở biết. Kinh Thánh chép Chúa Giêsu là vua, Ngài vốn giàu, nhưng vì chúng ta mà tự làm nên nghèo, để nhờ cái nghèo của Ngài mà chúng ta được lên giàu có. Ngài là vua của muôn vua, nhưng vì chúng ta, Ngài tự bỏ mình đi, đến thế gian này như một người rất tầm thường, chẳng có gì trong tay Ngài cả. Nhờ cái nghèo về bên ngoài của Ngài đó mà Chúa cho chúng ta được giàu có của Ngài. Ngài bảo lãnh cho chúng ta, Ngài đưa thân thể của chính Ngài bảo lãnh cho chúng ta trong một giao ước mới, để chúng ta có được giàu có thiên đàng, vì Đức Chúa Trời là đấng giàu có đến đưa chúng ta vào trong sự giàu có của Ngài, là của báo thiên đàng, tức là lẽ thật. Tại sao người tin Chúa là trở nên nghèo? Là bởi vì người đó khước từ nước Đức Chúa Trời, không thấy nước Đức Chúa Trời, không vào được Đức Chúa Trời, không có lẽ thật, nghèo vẫn nghèo, cho dù người đó có bạc tỷ thì vẫn là nghèo trước mặt Chúa. Chúa Giêsu phán, nếu một người được cả thế gian này mà mất linh hồn mình thì có giá trị gì? Chúa muốn ta giàu có của báu thiên đàng. Một người cha trẻ giàu có chạy đến với Chúa: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm được gì, tôi phải làm gì để có sự sống với đời? Chúa Giêsu phán, sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành thôi là Đức Chúa Trời. Chúa nói, ngươi làm theo 10 điều răn của Đức Chúa Trời chứ. Người đó là, tôi làm theo điều răn của Chúa từ khi còn nhỏ. Chúa nói là ngươi còn thiếu một điều. Hay về bán tất cả tài sản của mình đi, bố thí cho kẻ nghèo, để có của báu thiên đàng, rồi đến mày theo ta. Chúa không bảo người đã bán hết đi rồi đi theo Chúa đâu, mà để có của báu thiên đàng. Người đó tiếc của quá, buồn quá đi ra. Chúa muốn cho chúng ta có của báu thiên đàng, là nơi mà tên rét trộm cắp không vào được. Đó là thật mầu nhiệm, vì Chúa dạy chúng ta ai giảng tin lành thì nuôi biển tin lành. Của báu thiên đàng tức là lẽ thật, là của báu thật của Đức Trời ban cho chúng ta. Bây giờ vì thiếu hiểu biết mà người ta phạm tội, thì chúng ta là người được tự do, chúng ta phải đến chuộc lại cho anh em ta bằng cách nào? Trang bị lẽ thật cho người đó, để người đó biết là thật, người đó sẽ được buông tha. Ở trong luật của Chúa đây có hai phần. Một phần là cái người đó đến năm đó chuộc lại cho mình thì được chuộc ra, hoặc có người khác chuộc thay thì được ra. Còn cái người có vách bọc, tức là người biết luật pháp của Chúa, biết là thật rồi. Nếu như biết là thật mà không chịu giải phóng mình ra khỏi của luật của tội lỗi, sẽ chết. Chúng ta được chuộc lại nhờ lời của Đức Trời ban cho chúng ta. Đây là luật pháp của Đức Trời quy định về việc chuộc lại sản nghiệp dành cho dân Israel. Nhưng lời Đức Trời không chỉ dành cho Israel thuộc thể, mà là cho tất cả mọi người được sinh là Israel, cả thuộc thể và thuộc linh. Nhiều người tin Chúa ngày nay đã không nhận biết được lẽ thật của luật pháp này, và người ta cứ in trí rằng khi họ đã cầu nguyện tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời mình rồi, thì coi như là họ đã được chuộc lại tất cả mọi sự thuộc về mình rồi. Không đúng như vậy. Khi một người tiếp nhận Chúa Giêsu Christ để làm cứu Chúa của cuộc đời mình, theo văn tự, theo thủ tục, họ đã cầu nguyện, mà trong thực tế họ chưa làm con Đức Chúa Trời đâu. Chính xác là vì Chúa Giêsu phán như thế này: nhưng hãy đã nhận Ngài thì Ngài ban cho người đó quyền hợp pháp, có khả năng, có sức lực trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Chúa ban cho họ quyền hợp pháp. Nhưng nếu người đó cậy mình là như con thỏ chạy nhanh từ cái rảnh rang tới chơi, thì sẽ thua con rùa. Nếu con rùa cứ túc tắc trung tín để mà đi, nó sẽ đến đích. Khi chúng ta tin Chúa, phải biết rằng mình phải nhận lãnh được thần linh để được sanh lại. Chúng ta được quyền hợp pháp trở nên con cái Đức Chúa Trời rồi. Nghĩa là chúng ta chưa làm con, nhưng mà sẽ được trở nên làm con của Chúa nếu chúng ta bám chặt đến Ngài, túm chặt đến Ngài, giữ chặt đến Ngài, sở hữu đến Ngài,
Tức là chúng ta bám theo lời của Đức Trời, như nhánh nho, bám một gốc nho. Bây giờ sữa thiêng ở trong gốc nho đó bắt đầu nuôi chúng ta, khiến ta xanh trái cho Chúa. Vì nếu chúng ta không xanh trái, Chúa chặt chúng ta. Nếu người tin Chúa không xanh trái của nước Đức Trời, Chúa chặt cái đó. Chúa nói Chúa chặt, chứ không phải tôi nói nhé. Nếu cái này không xanh trái, Ngài chặt hết. Nhưng mà tỉa sửa những cây nào đã xanh trái đó để ra trái hơn. Anh em hiểu lời của Chúa rồi. Lời Chúa là mạng lệnh, không phải là vuốt ve. Lời Chúa là mạng lệnh. Mình phải xanh trái cho Chúa, mình phải tái xanh. Mà tái xanh thì đương nhiên mình sẽ làm việc, Chúa sẽ ban cho ta lời thật và chúng ta sẽ mở miệng để nói. Chính Ngài sẽ làm điều đó qua chúng ta. Nhưng người tin Chúa ngày nay không nhận biết được lời thật này. Họ cứ yên trí rằng họ đã được chuộc lại tất cả mọi sự rồi. Họ không phấn đấu nữa. Và điều đó nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. Và nếu quả thật như họ nghĩ là đúng, vậy thì tại sao người ta còn mang bệnh tật mà Đức Chúa Trời đã phán rằng các loại bệnh đó chỉ giáng cho xứ Ê-díp-tô mà thôi. Ê-díp-tô nói về thế gian. Ung thư, HIV, rồi thứ bệnh mà không thể chữa lành, bệnh của thế kỷ, nhiều thứ bệnh lắm, mà chỉ giáng cho thế gian thôi. Vì Chúa phán Ngài là đứng chữa bệnh cho chúng ta. Ngài thì khiến chúng ta sạch khỏi bệnh, tức là khiến ta linh thánh. Mà đã linh thánh tức là không có bệnh tật, không có tội. Không có tội thì không có sự xử phạt. Không sự xử phạt tức là không có sự đùa xa, tức là không có bệnh tật. Tại sao nhiều người mang danh là người tin Chúa mà lại không biết lẽ thật? Lời Chúa chép trong Lê Vi Ký đoạn 25 câu 5 rằng: nếu anh em ngươi trở nên nghèo mà bán một phần sản nghiệp mình thì người bà con gần có quyền chuộc lại, phải đến chuộc phần đất anh em người đã bán. Câu hỏi là tại sao người lại trở nên nghèo trong khi người đã nhận sứ đượm sữa và mật? Chúa hứa nếu chúng ta ra khỏi Ê-díp-tô, Ngài đưa chúng ta vào sứ đượm sữa và mật. Tức là phải vượt qua sông Giô-đanh, tức là bắp tên Đức Thánh để vào chiếm sứ Ca-na-an. Thân thể chúng ta là sứ Ca-na-an anh em. Anh em tin điều đó không? Tại vì chính Đức Chúa Trời đã lấy bụi ở trên đất này để nắn lên thân thể chúng ta. Nếu cái bụi đất này không phải là đồ tốt, Ngài không chọn nó. Đúng không? Daniel được cứu bởi sự công bình mình. Ông có phải là đất không? Phải. Noe, ông có là đất. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì ông tin lời Chúa. Vậy thì khi chúng ta đi theo Chúa, chúng ta phải để Chúa chuộc chúng ta lại cho Ngài. Chúng ta amen với lời của Chúa và làm theo lời của Đức Trời. Ngài biến đổi chúng ta. Và bây giờ thân thể xác thịt này khi xưa bị bán cho tội lỗi từ trong bụng mẹ, nhưng bây giờ được chuộc lại cho Chúa rồi. Ngài chuộc chúng ta lại và Ngài bắt đầu dùng luật pháp văn tự này để loại bỏ cho chúng ta khỏi những gai gốc trà chuông đá sỏi. Ngài loại khỏi chúng ta. Được chép trong tiên tri Ê-sai đoạn 5. Ngài loại bỏ chúng ta. Chúng ta hợp tác với Ngài. Chú bảo, Thành, cái này là sỏi. Dạ vâng, sỏi. Vẫn đi. Dạ vâng, vẫn đi. Chú bảo, Thành, cái này là tội. Dạ, mình bảo, dạ phải, con biết là tội. Vẫn đi. Dạ, con vẫn. Vâng lời Chúa, bất cứ điều gì chú bảo cái đó phải vất, thì mình phải vất. Chú lại bỏ tất cả mọi sự đi rồi. Bây giờ Ngài trồng gốc nho sinh tốt vào trong cuộc đời của chúng ta. Ngài bày tỏ chúng ta lẽ thật và trồng cho chúng ta. Và Ngài chăm bón chúng ta. Nhưng nếu chúng ta loại bỏ rồi, nhưng lâu lâu không thấy chủ nhà đến, nhặt bỏ vào ruộng của mình nữa, lại chạy ra chạy vô lại lấm rồi, tức là khiến cho rác rưởi lại vào, rồi nó chen lấn vào rồi, bắt đầu là một ngày kia ông chủ đến thì sao? Thành, tại sao cái này chua thế? Lại đầu người ta báo sao bây giờ? Chúng ta không được phép làm như vậy. Chúng ta phải amen lại Chúa, cái này Chúa bảo là phải bước đi, còn sẽ bước đi. Lời Chúa chỉ ta cái đó là tội, mình phải loại bỏ nó. Chăm sóc cho cái vườn mà Chúa đã dựng lên chúng ta là lời của Chúa. Thì bây giờ lời của Chúa sẽ khiến chúng ta được nên thánh. Nó khiến chúng ta thấy cái vị ngon ngọt của lời Chúa ở trên chúng ta. Và bây giờ chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta sẽ đem lời của Chúa đến để giải cứu những người khác nữa. Để họ nhận biết được lời của Chúa để được giải phóng. Câu hỏi, tại sao người tin Chúa là người nhờ sự nghèo của Đức Chúa Jesus Christ mà được nên giàu như lời Chúa đã chép, mà người lại còn bị nghèo khổ, tức là không có quả báo thiên đàng? Của báo thiên đàng tức là thật. Câu trả lời được chép trong cái thánh đó là: vậy đang khi còn có lời hứa cho vào sự nghỉ Chúa, hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta quay bị trừ ra chăng? Vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng lời họ đã nghe không ích chi hết, vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Về phần chúng ta là kẻ đã tin thì vào sự yên nghỉ,
như Đức Chúa Trời đã phán rằng, này là lời thề ta đã lập trong cơn thạnh nộ, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự ý nghỉ ta. Do vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế. Vì luận về ngày thứ bảy, có chép rằng, ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ cả các công việc Ngài. Lại một chỗ khác có chép rằng, chúng nó chẳng hề vào sự ý nghỉ ta. Như vậy, vì đã dành cho mấy người phải vào đó. Và vì những kẻ nghe tin lành ấy trước nhất đã không vào đó bởi chẳng tin. Nên về sau lâu lắm, trong một thơ của David, Chúa lại định một ngày nữa gọi là ngày nay. Như trên kia đã dẫn rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chưa cứng lòng. Và nếu Giô-suê đã cho họ yên nghỉ thì chắc sau không còn nói về một ngày khác nữa. Vậy thì còn bỏ lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Vậy chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã. Hê-bơ-rơ đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11. Câu trả lời là họ trong khi nghe không lấy đức tin dành điều đó cho mình. Họ nói tiếng lạ không hiểu thì nói làm chi? Anh không có quyền bình luận lời đó hiểu hay không hiểu. Đó là mệnh lệnh của vua, anh phải vâng theo hoặc là anh chết. Không có quyền bình luận, chúng ta không có quyền bình luận lời của Chúa tốt hay không tốt. Đó là lời của vua đấng cứu chuộc mình phải vâng theo hoặc là mình chối ngài. Không có quyền bình luận. Chúa nói làm sao mình phải amen. Vì Chúa là tốt lành. Nếu anh đã nói Chúa là tốt lành thì tại sao anh lại không chấp nhận cái lời của Chúa? Lời Chúa là mang lệnh. Anh có thể không hiểu nhưng cứ tin đi rồi sẽ thấy. Người ta nói là nói tiếng lạ không hiểu nó làm chi? Tôi hỏi thế, vậy anh có dám nói là Chúa Giêsu nói cái câu đó là kỳ cục không? Chắc không dám nói. Vậy Chúa là đấng tốt lành. Nếu anh theo Ngài anh được yên nghỉ. Anh không theo Ngài không được yên nghỉ. Chúa nói gì? Hỡi kẻ mệt mỏi và cái nặng hãy đến cùng ta và làm theo ta. Hãy mang lấy của ta và học theo ta thì linh hồn của ngươi sẽ được yên nghỉ. Đừng nói Chúa con đến với Ngài con phó thác con cho Ngài rồi, xin Chúa cho con yên nghỉ. Chúa nói là con nói câu đó ở đâu vậy? Hình như Kinh Thánh không có câu đó. Chúng ta phải nói với Chúa đúng những gì Chúa đã nói, nhắc lại cho Ngài nhớ, hầu chúng ta được xưng công bình. Vậy thì chúng ta phải tin thì được yên nghỉ, vì những gì Chúa nói đó chúng ta chưa bước qua. Nhưng mà tin đi theo kinh nghiệm được biết à đúng như vậy. Linh hồn tôi đi yên nghỉ. Thế gian đang trao đảo, tôi không lo. Thế gian tìm kiếm mọi sự cho xác thịt. Còn tôi tìm kiếm mọi sự cho linh hồn tôi. Và tôi nói với Chúa ơi, xin Chúa mau đến. Và Chúa biết rằng Ngài sẽ đến. Nên Ngài trang bị cho anh ta biết là những dấu hiệu Ngài sẽ đến là gì? Chiến tranh, dịch lệ, động đất, đủ thứ tai họa sẽ xảy ra cho thế gian này. Nhưng ngươi đừng sợ hãi. Cảm ơn Chúa. Chúa đơn nhân từ, Ngài cho xảy đến từng phần một từ để chúng ta có thể chịu đựng được. Ngài sẽ làm điều đó, chúng ta biết điều đó. Bởi đó chúng ta khi nhận được mệnh lệnh của Chúa rồi, bất cứ một chương trình thờ phượng nào, chúng ta cũng đều có 4 bài hát không bao giờ thay đổi là Giê-xu sống, Chúa Giê-xu quang lâm, Giê-ra-di-dê và cảm ơn Chúa. Đó là nền tảng chúng ta thờ phượng Chúa. Nhắc nhở chúng ta vui mừng cảm tạ Ngài, Ngài sẵn sàng mọi sự cho chúng ta, Ngài đang sống, Ngài sẽ tái lâm. Đó là niềm tin chúng ta ở nơi đó. Lý do những người tin Chúa không nhận được tin lành thật của Đức Trời là vì trong khi nghe họ không lấy được tin nhận được đó thuộc về mình. Nghe là cái gì? Nghe cái gì? Nghe là thật là sự mầu nhiệm mà Đức Trời đã giấu kín từ cái đời thượng cổ trong luật pháp văn tự. Cái lễ mầu nhiệm Chúa ban chúng ta đó là quý giá, và giá trị của sự quý giá đó là đối với sự sống linh hồn của chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 4 đến câu 12 chép. Đọc đến thì anh em có thể thấy rõ sự hiểu biết của tôi về lễ mầu nhiệm của Đấng Christ. Là lễ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Lễ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là kẻ đồng ký tự và là các chi của đồng một thể đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Jesus Christ. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lễ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. Ấy vậy, hiện nay sự soi khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời, cày hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách giản dị. Kinh Thánh chép, theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Làm xong bằng cách nào?
Ý định đó Chúa phán là sự mầu nhiệm này sẽ được bày tỏ đến kỳ cuối cùng. Ai là người mà Chúa sẽ bày tỏ sự cuối cùng này? Là những người tin vào Đức Chúa Jesus Christ, tức là tin vào danh Con một Đức Trời, tin vào lời quyền phép của Đức Trời. Chúa Jesus làm xong, bởi vì chính Ngài đã đến thế gian làm chọn điều đó để mở ra con đường để các nhìn vào công việc của Ngài được chết xuống trong cái thánh phần tơ nước này, để làm chứng cho biết rằng nếu họ làm theo lời của Chúa Jesus, cách công việc của Chúa đã làm, thì họ sẽ được tái sanh, họ sẽ hiểu biết là thật của Đức Trời. Và Chúa Jesus bảo lãnh với Đức Cha những người tin vào quyền phép của Ngài và làm theo. Không phải những người tin vào những người làm chứng vào trong giáo hội của các nhà thờ, mà tin vào sự làm chứng của Chúa Jesus Christ và của Đức Thánh Linh. Thánh Linh của Đức Christ làm chứng cho chúng ta, bảo lãnh cho chúng ta để chúng ta nhận được sự ban cho này. Không phải ở trong bất cứ một giáo hội nào tổ chức mà người ta sẽ nhận được điều này, mà Thánh Linh làm chứng, Chúa Jesus bảo lãnh. Ngài về thiên đàng làm sao Ngài bảo lãnh được? Chính chúng ta khi yêu biết lời Chúa, thích thú lời Chúa, khao khát lời Chúa, thần của Chúa Jesus biết chúng ta yêu mến lời của Ngài. Bây giờ chính những gì chúng ta yêu mến ở trong ta đó đủ lượng để chúng ta chứng minh mình yêu mến Chúa. Thánh Linh của Chúa đến trên chúng ta, Ngài đổ thần Ngài trên chúng ta, Ngài khiến ta biết cái lời của Ngài. Trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời. Trong Ngài, trong lời của Chúa, chúng ta được nên thánh. Được nên thánh, chúng ta dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời, phải không nào? Chúng ta nhớ chuyện cái đám cưới kia, người chủ tiệc cưới đến hỏi: "Hỡi ngươi, tại sao ngươi vào đây mà lại không mặc áo lễ?" Khi chúng ta thuộc về Chúa rồi, chúng ta dạn dĩ mở miệng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Chúng ta dạn dĩ mở miệng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Chúng ta đến với Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào. Vì sao? Vì Thánh Linh của Chúa ở trong ta nói: "Con nói chuyện đi, con cầu xin đi." Nên bởi cơ đó tôi cảm tạ Chúa là tôi dạn dĩ cầu nguyện cho bất cứ ai, bởi vì tôi ở trong Chúa. Tôi không nói tôi trọn vẹn, không có người nào ở trên đất trọn vẹn, chỉ có Chúa Jesus trọn vẹn. Nhưng mà bởi vì tâm linh mình kính sợ Chúa, và Chúa sử dụng mình để bày tỏ tình yêu của Chúa cho mọi người, lấy bất cứ người nào đến, tôi đều có thể dạn dĩ cầu nguyện cho người đó được mà không sợ hãi. Bây giờ mà ai khiêng người bệnh đến đây, tôi cầu nguyện cho người đó luôn. Nhưng mà khiêng một người bệnh vào trong nhà thờ, người ta dám cầu nguyện không? Không. Đây có phải bệnh viện mà anh khiêng bệnh viện đến đây, anh khiêng người bệnh đến bệnh viện chứ, đây là nhà thờ. Còn thì mình nói là không sao, đến đây. Mình không làm điều đó cho tất cả các bệnh nhân. Nhưng mà những người thuộc về Chúa mà bị bệnh, mình sẽ dặn đặt tay cầu nguyện cho họ. Mà ngay cả những người ngoài mà ta có bệnh, người ta nói là: "Ông mục sư ơi, xin ông cầu xin ơn Đức Trời cầu nguyện cho tôi." Tôi sẽ làm điều đó, bởi vì người đó có đức tin. Người đó có kêu cầu Đức Trời qua mình mà. Vậy thì mình làm được. Chúng ta có quyền làm điều đó, vì chúng ta có quyền kế tự, quyền phép Chúa ban cho chúng ta trên đất này. Và mình sẽ cầu nguyện, bởi vì chính Chúa ban ơn cho chúng ta được dạn dĩ đến với Chúa. Thực tế Chúa ở trong chúng ta ở trong Ngài. Nhưng mà dạn dĩ thông công với Chúa để mở miệng được giao thông với Ngài. Thần lẽ thật của Đức Chúa Trời sẽ dắt dẫn những người được cứu chuộc bởi huyết của Đức Chúa Jesus Christ và trong các lẽ thật của lời Ngài. Nhưng không phải là khi người ta được dắt dẫn vào trong các lẽ thật của lời Đức Chúa Trời thì người đó sẽ được nên thánh, mà chính người đó phải sống theo, sống trong lẽ thật đó. Vì lẽ thật tức là luật pháp của Thánh Linh sự sống, là luật pháp dành cho tâm linh của người tin Chúa đã được tái sanh, cùng một phương pháp. Khi một người tin Chúa trong xác thịt đi theo đường lối của Đức Chúa Trời, luật pháp văn tự này, người ta được sạch tội. Xác thịt đi theo luật pháp văn tự được sạch tội, được phước hạnh. Tâm linh của người tin Chúa đi theo luật pháp của Thánh Linh sự sống được nên thánh và được hưởng quyền phép của Đức Chúa Trời. Hai phần được bàn cho, một bên thì được sạch tội và được phước hạnh thực thể, một bên thì được phục hồi quyền làm con Đức Chúa Trời và được nên thánh và được hưởng sự sử dụng của Đức Chúa Trời. Luôn luôn song sanh, song song. Nếu chúng ta hiểu, chúng ta sẽ được cả hai. Chúa phán: "Vì ta là Giê-hô-va Đức Trời của các ngươi, ta là thánh, nên các ngươi phải đến thánh thì sẽ được thánh." Nghĩa là vì ta là Giê-hô-va Đức Trời của các ngươi, vì thế nên chính mình các ngươi phải trở nên thánh thì sẽ được thánh, vì ta là thánh. Chúa hứa mà, nếu ta muốn được đến thánh, Ngài sẽ giúp chúng ta. Ngài cho ta kinh nghiệm được lẽ thật, Ngài khiến ta yêu thích lẽ thật. Chúng ta sẽ đến thánh nhờ lẽ thật được, tức là luật pháp của Thánh Linh sống ở trong chúng ta. Đức Thánh Linh sẽ dắt dẫn chúng ta vào trong các lẽ thật của lời Ngài. Nhưng để được đến thánh thì là do mỗi người cho chúng ta quyết định. Nếu chúng ta tự bỏ chính mình đi, nghĩa là tự bỏ ý muốn của xác thịt mình đi, nhưng mà chọn sự làm theo ý muốn của Chúa, thì chúng ta sẽ nhận được quyền phép của lẽ thật, và chính Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta tiêu hóa được sữa thiêng này, khiến tâm linh chúng ta nhận được quyền phép của Ngài, giúp cho tâm linh chúng ta được tăng trưởng,
được trở thành con kế tự lời của Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ được rạn rĩ đến gần Đức Chúa Trời như đã chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 10 đến câu 12 rằng: ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo quyết định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Trong Ngài chúng ta nhớ được tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách rạn rĩ. Chúa chúng ta là đấng ghen tương. Chúng ta đã biết lẽ thật rồi thì đừng để cho cái gì thuộc về xác thịt làm ảnh hưởng đến lẽ thật nữa trong lòng chúng ta. Ở trong lòng chúng ta tức là vườn địa đàng trồng cái lẽ thật của Đức Chúa Trời. Vậy thì chúng ta không được trồng bất cứ cây lạ vào trong đó nữa, mà phải chăm cho cái cây của Chúa được sống, được tăng trưởng và được lớn lên. Nó sinh trái cho chúng ta vì Chúa ta đứng ghen tương. Thánh đồ Phao-lô khi còn là Sao-lơ, ông đã từng ngồi trong nơi tối tăm mà cứ tưởng rằng mình đang có sự sáng. Cho đến khi ông được Thánh Linh mở con mắt tâm linh mình ra, ông mới thấy được quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là của nước Đức Chúa Trời. Bây giờ ông chọn sự tin và được phục quyền phép của Đức Chúa Jesus Christ qua chức vụ của các sứ đồ đầu tiên của Chúa Jesus. Và bây giờ kể từ đó, bởi sự nghe là thật và tin, ông được Thánh Linh sức dầu và dùng ông để giao giảng tin lành cho muôn dân, trong đó có dân ngoại và chúng ta ngày nay. Bài tuần sau chúng ta tiếp tục suy gẫm về giá trị của sự mà Chúa Jesus đã cầu xin cho Cha, chúng ta ngày nay được nhận biết là thật nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời mà được.